Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 741, đột phá giống như uống nước, phá cảnh giống như đi dạo phố. 1. Chí tôn và hóa phàm, dĩ nhiên thuộc về hai loại sinh mạng, chênh lệch không chỉ là lực lượng. Ý thức, tinh thần, cũng có sự khác biệt một trời một vực. Nếu như vẫn là chí tôn đỉnh phong, mặc dù biết chỗ thiếu hụt, biết chỗ sơ hở trong chiêu số của đối phương, muốn giành thắng lợi, cũng gần như không có khả năng. Cho dù công kích thêm 10 lần nữa, cũng gặp phải cục diện bị đối phương ngăn cản. Trừ khi, đột phá. Đã như vậy, Trương Huyền làm sao có thể còn do dự? Công pháp Thiên Đạo Chí Tôn Cảnh từ lâu đã thuộc lòng. Trước đó hắn không đột phá, chủ yếu bởi vì linh khí không đủ, trong tay cũng không đủ linh thạch cung cấp năng lượng. Chỉ dựa vào hấp thu linh thạch, không tới mấy canh giờ, không có khả năng hoàn thành. Trừ khi vận dụng món bảo vật đó. Hạt sen xích diễm. Thứ này, do sen xích diễm tập trung linh khí ở dưới Hồng Liên Sơn Mạch không biết bao nhiêu năm, ngưng kết thành. Mỗi một hạt, đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí có thể khiến cho xác suất võ giả trùng kích hóa phàm thành công, tăng lên 20%. Ngay cả đối với nửa bước hóa phàm cũng có hiệu quả cực lớn, đủ thấy đáng sợ. Trước đó hắn vẫn không dùng, là muốn tới thời điểm đạt được nửa bước hóa phàm, một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích cuối cùng. Hiện tại xem ra, không lưu lại được. Hạt sen tiến vào trong miệng, lập tức tan ra. Một lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt dọc theo kinh mạch điên cuồng trùng kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khống chế năng lượng, dựa theo công pháp Thiên Đạo vận chuyển, khí tức trên người Trương Huyền càng lúc càng thịnh. Trong phút chốc đã đột phá gông cùm xiềng xích. Chí tôn trung kỳ, chí tôn hậu kỳ, chí tôn đỉnh phong. Hắn vốn chỉ có chí tôn sơ kỳ, lúc này, dưới tình huống năng lượng đầy đủ, công pháp Thiên Đạo giống như nuốt trôi biển rộng, không đến 10 lần hít thở, khiến tu vi một lần hành động thăng cấp, liên tục đột phá 3 cấp bậc nhỏ, đạt được đỉnh phong. Cái này. Đây chính là cảnh giới chí tôn. Người khác đột phá một cấp bậc nhỏ, không có 10 năm thuần công, khó có thể hoàn thành. Hắn, chớp mắt lại từ sơ kỳ đạt tới đỉnh phong. Còn là người sao, quá nghịch thiên. Đau quá, ngươi làm gì thế? Ta muốn xác định một chút, có đúng là đang nằm mơ hay không? Ngươi xác định nằm mơ, làm gì bấu ta? Bấu mình không đau sao? Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trong sự điên cuồng. Mỗi một người môi run rẩy, giống như co giật. Đã thấy đột phá, lại chưa thấy qua đột phá điên cuồng như vậy. Người khác tu luyện mấy năm cũng không phá được một cấp bậc nhỏ. Hắn thì hay rồi. Cảm thấy không phải là đối thủ của Đinh Hoành, trực tiếp từ chí tôn sơ kỳ, vọt tới đỉnh phong. Ngươi dám mạnh hơn một ít nữa sao? Phách lối hơn một ít nữa sao? Không trách được một người lại dám đối đầu cùng toàn bộ Hiên Viên Vương quốc. Phần thủ đoạn này, truyền đi tuyệt đối có thể dọa chết người. Đột phá giống như uống nước, phá cảnh giống như đi dạo phố. Sắc mặt, công tử, cũng trắng bệch, thân thể run rẩy. Hắn là đặc sứ của Liên minh Vạn Quốc. Từ nhỏ lại đọc thuộc sách, gặp qua không ít nhân vật siêu cường tự nhận thiên tài. Nhưng nghịch thiên như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Lâm Chiến đột phá, khiến cho thực lực tăng mạnh, rốt cuộc làm sao làm được. Đây là hạt sen xích diễm. Cho dù năng lượng ẩn chứa, có thể giúp người đột phá, công hiệu cũng không lớn như vậy đi. Cổ Mục cũng mở to hai mắt nhìn. Hạt sen là hắn và sư thúc tổ nhận được từ Hồng Liên Sơn Mạch, lại được ban tặng một viên, biết hiệu quả. Cho dù trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể tưởng tượng khiến người ta liên tục thăng cấp nhiều cấp bậc như vậy, tuyệt đối là không có khả năng. Vị trước mắt này lại phá tan lệ thường, liên tiếp đột phá. Là hắn điên rồi, hay là mắt ta có vấn đề? Loại đột phá này, ta chỉ thấy qua ở trên sách. Có người nói một vị nhân vật nhỏ, trùng hợp nghe được danh sư Bát Tinh giảng bài, dưới cơ duyên xảo hợp, liên tục phá cảnh. Không nghĩ tới, tự nhiên tận mắt nhìn thấy được. Kim Tòng Hải cũng nuốt nước miếng. Hắn là cường giả hóa phàm cảnh, cũng coi như nhìn thấy quen cảnh đời, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vẫn khiếp sợ không nhẹ. Nếu không phải cố nén, sợ rằng hắn cũng phải lập tức giơ chân. Hạt sen xích diễm có năng lượng cuồng bạo không kềm chế được, giống như hỏa dược thiêu đốt. Một khi tan ra sẽ điên cuồng vận chuyển ở trong kinh mạch. Có chút đi nhầm, đừng nói đột phá, thậm chí có thể sẽ lập tức bạo thể mà chết. Trực tiếp đột phá. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Rốt cuộc là có bao nhiêu quen thuộc đối với chí tôn cảnh,
lại có tự tin nhiều, mới dám làm như thế. Lại tu luyện công pháp gì, có khả năng nghịch thiên như thế. Thân thể Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng cứng đờ. Đột phá cảnh giới, không chỉ cần phải hấp thu năng lượng, quan trọng hơn chính là lý giải đối với công pháp và khống chế đối với bản thân. Một lần hành động đột phá ba cấp bậc nhỏ, không có bất kỳ ngừng lại nào, đây là lý giải đối với tu luyện đến trình độ nào. Phải biết rằng ăn vật đại bổ trùng kích cảnh giới, là con dao hai lưỡi. Một khi sử dụng không tốt, năng lượng trong cơ thể sẽ càng chồng chất càng nhiều. Nếu không có cách nào đột phá, còn có thể chết tại chỗ. Trong lịch sử đã có không ít người tu luyện, liều lĩnh dùng thiên tài địa bảo, do đó không có cách nào tiêu thụ, trực tiếp nổ thành bụi phấn. Hạt sen xích diễm cho dù không phải loại bảo vật có thể khiến cho thân thể người ta nổ nát, năng lượng cuồng bạo trong đó, một chí tôn sơ kỳ cũng tuyệt đối không có thể hưởng dụng. Vị trước mắt này không chỉ ăn không có việc gì, còn có thể mượn năng lượng trong đó, đột nhiên tăng mạnh. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Đối với môn công pháp này lại tự tin lớn tới mức nào, mới có thể làm được, hoàn toàn không sai. Mau nhìn, trùng kích nửa bước hóa phàm. Đang chấn động, lại nghe được phía dưới có tiếng kêu vang lên, hắn vội vàng nhìn lại. Chương 742, đột phá giống như uống nước, phá cảnh giống như đi dạo phố. 2. Quả nhiên thấy khí tức trên người Trương Huyền tăng mạnh, không những không có suy giảm, còn càng để lâu ép lại càng nhiều, hình như đang trùng kích nửa bước hóa phàm. Một viên hạt sen xích diễm, phá đến chí tôn cảnh. Mọi người chấn động kinh ngạc, Đinh Hoành ở đối diện thiếu chút nữa thì hù chết. Ban đầu, nói phải có nửa bước hóa phàm mới có khả năng tổn thương hắn, là cố ý chọc cho đối phương tức giận, thuận tiện lộ rõ sự cường đại của mình. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Người này tự nhiên thật sự đột phá, hơn nữa nhanh như vậy. Thoáng không chú ý, tu vi chân khí lại từ chí tôn sơ kỳ, đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa còn lập tức lại muốn trùng kích nửa bước hóa phàm. Sớm biết rằng người này mạnh như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không phải là mình muốn chết sao? Từ phương hướng vị trí người này vừa rồi công kích có thể thấy, nếu thật sự thành công, ngày hôm nay hắn làm không tốt sợ rằng sẽ muốn ngã xuống ở chỗ này. Muốn đột phá, nằm mơ. Xít gào một tiếng, không chút do dự, Đinh Hoành siết chặt bàn tay, một quyền đập xuống. Võ kỹ quỷ cấp viên mãn. Lạc Thương Quyền. Tuy rằng võ kỹ linh cấp, sử dụng càng cường đại hơn. Nhưng hắn chỉ là hóa phàm sơ kỳ, đối với loại võ kỹ cấp bậc như vậy, còn xa mới tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không có cách nào phát huy ra lực chiến đấu mạnh nhất, ngược lại không giống như võ kỹ quỷ cấp viên mãn, càng thuận buồm xuôi gió hơn. Lạc Thương Quyền, là một vị từ thương nhân từ Lạc Thủy tới, lĩnh ngộ ra quyền pháp, không người nào biết thương nhân này tên là gì, chỉ biết là trong quyền pháp mang theo một sự cuộn trào không ngừng. Uy thế vô song. Sau đó, trước khi thương nhân này chết, giao quyền pháp cho Hiên Viên Vương Thất, lưu truyền đến nay. Một chiêu vừa ra, chân khí giống như sông lớn, liên tục không dừng. Toàn bộ đài tế thiên, giống như là nước sông lan tràn ra cuồn cuộn bất tận, tùy ý chảy xuôi. Trương Huyền giống như một chiếc thuyền con đi đêm bị nhấn chìm ở trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Vô sỉ. Đáng giận, nhân lúc người ta đột phá lại công kích. Còn là cường giả hóa phàm cảnh, thực sự mất mặt. Không nghĩ tới hắn sẽ công kích vào lúc này, tất cả mọi người xem náo nhiệt đều sốt ruột lớn tiếng la lên. Đường đường là cường giả hóa phàm, lúc này động thủ, quả thực mất mặt xấu hổ. Sinh tử một đường, nếu để cho Trương Sư đột phá thành công, hắn lại thảm. Lúc này ra tay cũng không có gì đáng trách. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng biết, không ra tay vào lúc này, một khi chờ Trương Sư đột phá thành công. Lại cái gì cũng đã muộn. Dù sao, đây là chiến đấu, dính dáng tới sinh tử, mà không phải là luận võ, điểm đến liền dừng. Công tử, thấy động tác của Đinh Hoành, rõ ràng là muốn, qua sông không qua, công kích giữa dòng chảy, Kim Tòng Hải không nhịn được nhìn qua. Hắn dám lựa chọn đột phá vào lúc này, khẳng định đã sớm có đối sách. Chúng ta xem tiếp là được. Công tử, biết ý tứ của hắn, xua tay từ chối. Người thanh niên trước mắt này, cho hắn chấn động liên tiếp. Mỗi lần đều nhìn thấy tiến vào tuyệt cảnh, kết quả là trong thời gian nháy mắt nghịch chuyển, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lần này, sẽ không xuất hiện tình huống tương tự chứ. Dù sao, dám ở thời điểm chiến đấu đột phá, nếu như không có tự tin tuyệt đối không dám làm như thế. Vâng. Kim Tòng Hải gật đầu, quay đầu lại nhìn, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thân thể run lên.
Nguy rồi, hắn tự nhiên không chống đỡ. Chỉ thấy Trương Huyền phía dưới, hình như rơi vào trong ý cảnh trùng kích nửa bước hóa phàm, đứng ngây người ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho chính mình bị nước sông cuồng bạo nhấn chìm. Lạc Thương Quyền, tuy là do thương nhân sáng chế, nhưng không có sự ngang dọc ra vào của thương nhân, sự lưỡng lự của con buôn, ngược lại mang theo tất cả khí phách nghiền ép. Hắn vốn ở vào thời khắc đột phá mấu chốt, dưới tình huống hoàn toàn không có sự ngăn cản, bị loại lực lượng này đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp thân chết, đạo rơi, bị lập tức chém giết. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, đá vụn, bụi bặm bắn ra, bóng dáng của người thanh niên bị nhấn chìm ở trong lớp bụi mù mịt. Trương sư, đồng tử co lại, thân thể công tử run rẩy, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mọi người quen nhìn đối phương vượt ra ngoài dự đoán, vốn tưởng rằng sẽ có thủ đoạn tuyệt địa phản kích. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, tự nhiên, là ở vào thời điểm đột phá, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Một chút như vậy, sẽ không bị trực tiếp đánh chết chứ. Đây chính là cường giả hóa phàm, thi triển ra công kích mạnh nhất. Cường giả hóa phàm va chạm tới, cũng khó có thể chống lại, càng chưa nói chí tôn đỉnh phong. Kết thúc rồi. Ngụy Dư Thanh, Cổ Mục cũng đồng thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Bọn họ đều là chí tôn đỉnh phong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành góc độ của đối phương, ở dưới tình cảnh hoàn toàn không có đề phòng. Có thể dự kiến được, sẽ bị lập tức công kích thành cặn bã, chết không thể chết lại. Vốn tưởng rằng, có thể một lần nữa chứng kiến kỳ tích, vị thanh niên này có lẽ thật sự có thể phá tan lẽ thường và kiến thức của tất cả mọi người, thành công đột phá, ngăn cơn sóng dữ. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lại bị giết như thế. Không có khả năng, Trương Huyền, người không thể chết được. Mặt cười trắng bệch, viền mắt Mạc Vũ nhất thời đỏ lên. Trương Huyền, người phải báo thù cho Lộ Trùng, làm sao có thể tự mình chết ở chỗ này? Nếu thật sự như vậy, làm thế nào có mặt mũi đối mặt với người học sinh này? Không được, tuyệt đối không được. Ha ha, Lâm Trận đột phá, thích giả vờ với ta sao? Quả thực chết chưa hết tội. Ninh Hoành cũng không nghĩ tới, công kích của mình có thể có hiệu quả. Hắn hưng phấn gào thét một tiếng. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời, liền nghe được một âm thanh quen thuộc từ trong bụi bặm vang lên. Cảm ơn ra tay, giúp ta đột phá nửa bước hóa phàm. Ầm ầm. Âm thanh kết thúc, ngay phía trước một khí tức đột nhiên nổ tung, giống như giao long, trong nháy mắt bay lên, bay lượn cửu châu. Nửa bước hóa phàm, đạt được. Chương 743, lực lớn 10 vạn 1. Cái gì? Đồng tử hắn co lại, lập tức liền nhìn thấy bụi bặm chậm rãi tan đi. Một bóng người đã chậm rãi đi tới. Không phải Trương Huyền thì là ai? Lúc này, trên người Trương Huyền hoàn toàn không có chút chật vật nào, không dính một hạt bụi nhỏ. Hình như mới vừa rồi bị công kích căn bản không phải là hắn. Một điểm quan trọng hơn, khí thế toàn thân như mây, lực lượng cuồng bạo từ huyệt đạo toàn thân bắn ra, so với trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi, ngươi! Toàn thân Đinh Hoành cứng đờ. Toàn lực đánh ra công kích, thật sự rơi vào trên người đối phương, không những không có giết chết, còn khiến cho hắn đột phá, thật sự đạt tới nửa bước hóa phàm. Điều này, tuyệt đối không phải là sự thật. Trước đó, đám người, công tử, cảm thấy Trương Huyền lần này lẽ nào gặp kiếp nạn, mỗi một người đều đứng ngây ra tại chỗ. Thuộc loại con rán sao? Đánh như vậy cũng không hề có chuyện gì. Nửa bước hóa phàm thì thế nào, chết? Mắt Đinh Hoành đỏ ngầu, khẽ cắn răng, cổ tay lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp đâm qua. Trước đó, hắn vẫn không sử binh khí, không phải nhân từ nương tay, mà là cảm thấy muốn đối phó với một chí tôn đỉnh phong, không cần thiết. Hiện tại người này nghịch thiên như thế, lại không sử dụng nữa, hắn sợ rằng thật sự phải chết ở chỗ này. Hắn không thể tiếp tục kìm chế được. Kiếm quang giống như nước, hơi lạnh giống như xương. Hắn đạt được hóa phàm cảnh, lại chìm đắm ở trong thế giới kiếm đạo hơn 100 năm, từ lâu tu luyện xuất thần nhập hóa. Một chiêu sử dụng ra, kiếm khí ngang dọc, kiếm quang màu trắng, bao phủ phạm vi khoảng cách mấy chục thước, khiến người ta khó có thể tới gần người. Là kiếm ý. Gương mặt tất cả mọi người đều thoáng nghiêm lại. Có thể lĩnh ngộ chân ý của binh khí, nói rõ lý giải đối với binh khí đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thi triển ra, giống như điều động cánh tay. Đây là một loại ý cảnh, cảm ngộ và tâm đắc đối với binh khí, nếu không có nhiều năm khổ công rất khó hoàn thành. Lĩnh ngộ cái này, cùng cấp bậc muốn chiến thắng, gần như không có khả năng.
không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, còn đi rất xa. Lông mày Kim Tòng Hải nhăn lại. Xem ra, Trương Sư muốn giành thắng lợi, gần như không có khả năng gì. Trước khi Trương Huyền đột phá, đối phương chỉ dựa vào võ kỹ, mặc dù có thể tổn thương được, muốn giết chết còn cần tốn không ít thủ đoạn. Nhưng thi triển ra kiếm ý, lại khác. Kiếm ý đại biểu cho phong quang và tốc độ của kiếm. Trong cường giả cùng cấp bậc, lĩnh ngộ tầng này, rõ ràng đều phải tăng thêm một bậc. Mà vị Trương Sư này, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại sử dụng chính là thương. Sợ rằng lý giải đối với kiếm ý, còn xa mới bằng được. Còn muốn thắng được, khó khăn lại càng thêm khó khăn. Đám người, công tử, Ngụy Dư Thanh mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu tình mỗi người nghiêm trọng. Rất rõ ràng, bọn họ cũng thầm chấp nhận sự thật này. Cường giả hóa phàm cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, không phải khủng khiếp bình thường. Có thể nói, cho dù Kim Tòng Hải ra tay, muốn thắng được, cũng phải tiêu tốn một hồi hành động. Kiếm khí trực tiếp xẹt qua, mặt đất bị đâm ra một khe rãnh thật sâu. Tới rất hay. Khác với sự khẩn trương của mọi người, trên mặt Trương Huyền không có nửa phần sốt ruột, mà là khẽ cười, bước về phía trước. Bóng người hư ảo, trong thời gian nháy mắt đã đi tới 4-5 thước. Dường như sớm biết chiêu số và kiếm quang của đối phương, thân thể lắc lư trái phải, kiếm khí sắc bén, bay sát ra đầu, không tổn thương được nửa phần. Lúc này, Trương Huyền thật giống như một con cá bơi linh hoạt. Cho dù kiếm khí phía trước giống như tấm lưới, cũng có thể thuận lợi tìm được chỗ sơ hở, dễ dàng chui qua. Nửa bước hóa phàm, quả nhiên cường đại. Cảm nhận được lực lượng trên người biến hóa, Trương Huyền vừa đi về phía trước vừa cảm thán. Dựa theo tình huống bình thường, hắn không có cách nào đột phá nửa bước hóa phàm. Tạ Cửu Thần Đường chủ thu thập rất nhiều bí tịch chí tôn, nhưng đột phá nửa bước hóa phàm như thế nào, cũng không có mấy quyển. Mặc dù có ghi chép linh tinh, sắp xếp lại, cũng không toàn diện, không có cách nào hình thành bí tịch thiên đạo thật sự. Chính là nguyên nhân như vậy, sau khi thuận lợi đột phá xong chí tôn đỉnh phong, hắn mới ngừng lại. Chỉ có điều, lực lượng trong hạt sen xích diễm thật sự quá cuồng bạo. Hắn muốn dừng, lực lượng lại không tiêu hao sạch sẽ, căn bản không dừng lại được, lại xuất hiện cục diện tiếp tục trùng kích nửa bước hóa phàm. Dựa theo đạo lý, không có công pháp thiên đạo tương ứng, mạnh mẽ trùng kích, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Làm không tốt, còn có thể bởi vậy mà bị thương. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm, hắn thiếu chút nữa lại không khống chế được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Đinh Hoành ra tay. Lực lượng cường đại đập vào mặt, lập tức khiến Trương Huyền sắp nổ mạnh, hoàn toàn áp chế được. Hai lực lượng va chạm vào nhau, hắn không những không có việc gì, trái lại mượn cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích, thành công thăng cấp. Có thể nói, nếu không có người này ra tay, hắn làm không tốt sẽ bởi vì lực lượng cuồng bạo của hạt sen xích diễm mà tẩu hỏa nhập ma, không cần đánh, cũng sẽ bị thương. Vốn định giết hắn, nhưng ở trong lúc vô ý giúp hắn một chút, thuận lợi đột phá. Chính là nguyên nhân như vậy, vừa rồi hắn mới nói, cảm ơn, thật lòng thật ý, không có nửa phần giả tạo. Đương nhiên, nếu như để cho Đinh Hoành biết chuyện này, hắn nhất định sẽ nôn ra máu nhiều lần, lập tức tức giận mà chết. Chuyện gì thế này? Sớm biết vậy, hắn tất nhiên không thể sốt ruột, không ra tay. Ý nghĩ lóe lên ở trong đầu liền biến mất, tiến vào khu vực kiếm quang của đối phương, Trương Huyền đánh ra một quyền. Lúc này, hai tròng mắt hắn có hoa văn chảy xuôi, mắt minh lý lại vận chuyển. Mắt minh lý của hắn, có thể nhìn thấu cường giả vượt qua bản thân một cấp bậc nhỏ. Đinh Hoành hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh sơ kỳ, dưới hoa văn lưu chuyển, các loại chỗ thiếu hụt, chiêu số, ở trước mặt hắn hoàn toàn không bị che giấu. Chương 744, lực lớn 10 vạn 2. Ầm ầm, thiên đạo quyền phối hợp với chân khí huy hoàng, hình thành một quyền cầu vồng, từ trong kiếm quang bắn tới. Đáng giận, không nghĩ tới thi triển ra kiếm quang, vẫn bị đối phương chui qua, còn đánh ra một quyền, khuôn mặt Đinh Hoành tái mét, rít gào một tiếng. Trường kiếm vòng qua nửa vòng, nhất thời che phủ kín phía trước. Quyền cầu vồng rơi vào trên thân kiếm, công kích cường đại, phát ra một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Đinh Hoành không nhịn được lui về sau hai bước. Lực lớn 10 vạn, lực lượng tăng thọ cảnh. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Chí tôn cảnh, lại gọi là vạn đỉnh cảnh, ý tứ là lực lượng đột phá vạn đỉnh. Chỉ dựa vào lực lượng là có thể ép ngang cái thế, khí phách vô song. Đạt được loại cấp bậc như vậy, tăng mỗi một cấp bậc nhỏ, lực lượng sẽ tăng một vạn đỉnh. Chí tôn hậu kỳ bình thường,
vừa vặn nắm giữ lực lượng 4 vạn đỉnh. Về phần hóa phàm cảnh, vượt qua phàm thai, tuy rằng có thể mượn lực lượng thiên địa phát huy ra lực chiến đấu siêu cường, nhưng cũng có hạn chế. Nhất trọng tăng thọ cảnh, dưới tình huống bình thường, toàn lực bạo phát, 10 vạn đỉnh chính là giới hạn cuối. Bởi vậy cũng được gọi là lực lớn 10 vạn. Nếu như nói vạn đỉnh đại biểu cho chí tôn, lực lớn 10 vạn lại đại biểu cho hóa phàm. Vị trước mắt này, chỉ là nửa bước hóa phàm, là có thể phát huy ra lực lớn 10 vạn. Rốt cuộc làm sao làm được? Ban đầu, Đinh Hoành còn nghĩ, cho dù đối phương đột phá, trên lực lượng tuyệt đối, khẳng định có chỗ không bằng. Hiện tại nhận một quyền, hắn lập tức biết, tất cả loại ưu thế này đã không còn. Cho dù lực lượng đạt được 10 vạn, lại như thế nào? Chỉ dựa vào quyền pháp, đã muốn loại bỏ kiếm ý của ta, không có cửa đâu. Hàm răng hắn lại cắn chặt. Trường kiếm múa lên, kiếm quang như thoi đưa. Từng kiếm ý, trong thời gian nháy mắt che kín toàn thân, giống như nước chảy, hình thành một vòng ánh sáng. Vô sỉ! Nhìn thấy chiêu này ở trong mắt, công tử hừ một tiếng. Quả thật đủ vô sỉ. Kim Tòng Hải gật đầu. Lợi dụng kiếm ý bao phủ bản thân, chẳng khác nào áp dụng phòng ngự, không cầu có công, nhưng cầu không qua tê. Đường đường là cường giả hóa phàm cảnh bị một nửa bước hóa phàm làm cho chỉ có thể phòng ngự, thực sự hắn cũng đủ kỳ lạ. Chiêu này của Đinh Hoành hiện tại, không phải muốn giết chết Trương Huyền, mà là phòng ngự bản thân. Kiếm quang sắc bén, bao phủ toàn thân kín không kẽ hở, nắm đấm cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng thông qua, đả thương người. Nói cách khác, người này hiện tại đã bị thủ đoạn luân phiên của người thanh niên trước mắt này làm cho khiếp sợ. Biết lại muốn giết chết đối phương, đã không thể nào, hắn trực tiếp áp dụng thế phòng thủ. Cường giả hóa phàm, cho dù ở Liên minh Vạn Quốc cũng là nhân vật cao cao tại thượng, lúc này bị một nửa bước hóa phàm ép thành như vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người ta cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Chủ động phòng thủ, vậy Trương Sư, có phải không có biện pháp hay không? Ngụy Dư Thanh không nhịn được hỏi. Quả thật không có biện pháp tốt, kiếm ý che kín toàn thân, không ngừng lưu chuyển, không tìm được khe hở. Trừ khi cũng lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh, nếu không, muốn phá vỡ loại thế phòng thủ này, rất khó. Kim Tòng Hải nói, áp dụng loại thế phòng thủ này, kiếm ý chảy xuôi, toàn thân đều có phong quang kiếm khí, nắm đấm lại cứng rắn nữa, cũng chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có thể cứng rắn chống lại với kiếm khí nổi tiếng là sắc bén. Trương Huyền, người rất lợi hại. Chỉ có điều, hiện tại không thể gây thương tổn được ta, ta cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Nếu Đinh Mục đã chết, không bằng chúng ta dừng lại tại đây, nước giếng không phạm nước sông. Thế nào? Phòng ngự trước công kích của đối phương, lúc này Đinh Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, mở miệng nói. Đối phương chém giết tôn tử hắn sủng ái nhất, ban đầu muốn giết chết đối phương, lấy lại uy nghiêm. Hiện tại hắn lại phát hiện, không những không giết được, làm không tốt mình còn có thể chết. Hắn rầu rĩ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau một bước. Đinh Mục chết thì chết, nhiều hậu người như vậy, hắn luôn có thể lựa chọn ra một người mới, tiếp nhận chức vụ vương vị. Một khi mình bị giết chết, thật sự lại cái gì cũng bị mất. Không thể gây thương tổn được ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thế nào, kiếm ý của ta trôi nổ, che kín toàn thân. Ngươi còn muốn lấy nắm đấm phá ra được sao? Đinh Hoành cười lạnh. Trừ khi, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý, lấy kiếm ý đấu với kiếm ý. Chỉ có điều này có thể sao? Nói đùa. Hắn vì lĩnh ngộ kiếm ý, từng vào vùng đất cằn khô sỏi đá, ở lại tròn 30 năm, lúc này mới thành công đột phá. Người trước mắt này, ngay cả 20 cũng chưa tới, cho dù bắt đầu luyện kiếm từ trong bụng mẹ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu? Huống gì? Trước đó hắn thi triển thương pháp, mình cũng nhìn thấy. Chiêu số tinh thuần, lực lượng 10 phần, rất rõ ràng có thành tựu cực cao thâm. Thứ binh khí này, mặc dù không có hạn chế, mỗi người đều có thể tu luyện vài loại, nhưng muốn luyện một loại đến cực hạn, phải tốn vô số tinh lực. Tu luyện thương pháp tới cảnh giới như thế đã rất tốt rồi, còn muốn tu luyện ra kiếm ý. Điều này có khả năng sao? Để cho ta thi triển kiếm ý, ở đây xác thực không có khả năng. Biết suy nghĩ của hắn, Trương Huyền cười nhạt, cổ tay lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bởi vì, cấp bậc của thứ này quá thấp. Dựa theo lời nói, hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Ong, ong, ong. Trường kiếm còn chưa có hoàn toàn rút ra khỏi vỏ,
tất cả bội kiếm của mọi người xung quanh, thân kiếm bên thắt lưng không khỏi tự mình vang lên âm thanh, giống như triều bái đế vương, run rẩy. Vạn kiếm đồng loạt kêu lên, rồng ngâm ngang trời. Đây là, cao thâm hơn so với kiếm ý, kiếm tâm cảnh. Ra đầu nổ tung, trước mắt Đinh Hoành tối sầm. Chương 745, một kiếm chém hóa phàm một. Kiếm tâm, lấy tâm làm kiếm, lấy ý làm thế, đến mức đánh ra đều là kiếm chiêu. Kiếm ý vừa so sánh với nó, chính là lĩnh ngộ nông cạn nhất, ấu trí không thể lại ấu trí hơn. Cỏ dại cùng với đại thụ che trời khác nhau. Vốn tưởng rằng trường kiếm thi triển ra, kiếm ý ngang dọc, đối phương chắc chắn sẽ thất bại. Cho dù không giết chết, cũng có thể bảo vệ được bản thân, ung dung dừng tay. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương căn bản không quan tâm. Người ta đối với kiếm lĩnh ngộ cao thâm hơn so với hắn, tự nhiên đạt được kiếm tâm cảnh. Đây chính là cảnh giới vô số cường giả hóa phàm, vẫn không có cách nào đạt được. Một tiểu tử vừa đột phá nửa bước hóa phàm, chưa đủ 20 tuổi, lại lĩnh ngộ được. Khi dễ hắn trên mặt đất không thể bay, kết quả thét một tiếng chói tai, thiết bối rực long rơi xuống, khiếp sợ đến mức không dám cùng hắn đối chiến. Cười nhạo thực lực của hắn không đủ, không có cách nào tổn thương được mình, kết quả. Trong chớp mắt đột phá, trùng kích nửa bước hóa phàm thành công. Cảm thấy đối phương không lĩnh ngộ kiếm ý, không phá nổi phòng ngự. Ai biết người ta không chỉ lĩnh ngộ, còn đạt được kiếm tâm cảnh càng cao hơn. Đại ca, người còn có gì không lĩnh ngộ, có thể sớm nói một chút, để cho ta có một sự chuẩn bị hay không? Còn như vậy, mẹ nó quá dọa người. Chỉ cảm thấy tự tin tan vỡ, Đinh Hoành có chút không chịu được. Không sai, người nói đúng. Thật sự là kiếm tâm cảnh. Trương Huyền khẽ cười, trường kiếm trong tay cuối cùng rút ra. Kiếm của hắn là đoạt được từ Lâm gia, cấp bậc cũng không cao. Chỉ là quỷ cấp thượng phẩm mà thôi, thoạt nhìn cũng không sắc bén. Chẳng biết tại sao, lại khiến cho người ta một loại cảm giác kiên cố không gì phá nổi. Kiếm khí lưu chuyển, khí tức phun ra nuốt vào, cổ tay run lên, không khí nhất thời giống như trang giấy bị cắt ra. Dưới tình huống bình thường, vòng ánh sáng kiếm khí trên người Đinh Hoành, lực lượng chỉ có thể hơn hắn rất nhiều, rất khó đánh bại. Chẳng biết tại sao, chống lại thanh kiếm cũng không sắc bén này, giống như nam châm va chạm tới hai cực tương đồng, ngay cả chống đỡ cũng không dám, trong nháy mắt tản ra. Xì, kiếm khí xẹt qua, Đinh Hoành tê dần, cánh tay trái nhất thời bị chém xuống, chỗ bị cắt qua, ngay cả máu cũng không chảy ra. Kiếm khí kiếm tâm cảnh, sức mạnh vô địch. Lại thêm lực lượng của Trương Huyền dĩ nhiên không kém gì hắn. Cho dù là cường giả hóa phàm cảnh, cũng không ngăn cản được chút nào. Trốn. Sắc mặt Đinh Hoành trắng bệch, hắn biết tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn làm sao còn dám dừng lại, vội xoay người bỏ chạy. Khi đến, khí thế hung hăng đến, khi đi trốn vào đồng hoang. Đường đường là lão tổ Hiên Viên Vương Quốc, cường giả hóa phàm cảnh, tự nhiên lấy loại cục diện này kết thúc. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Quá mạnh mẽ. Lâm trận đột phá, một kiếm chém hóa phàm. Nam Nhi chính là như vậy. Từ hôm nay trở đi, Trương Sư lại là thần tượng của ta. Ai cũng không cần tranh với ta. Đây mới là thiên tài. Ninh Mục và hắn vừa so sánh, cái gì cũng không tính. Thế hệ trẻ tuổi đứng ngoài xem, mỗi một người ánh mắt nóng như lửa. Trước đó, Trương Huyền một mình đến đây, khiêu chiến thái tử đương triều. Tất cả mọi người cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng, cũng không thích. Dựa theo sau lại, một lời phá vạn quân, sư ngôn thiên bẩm, một lời phá cảnh, nhận được ân huệ nửa sư, cảm kích càng lúc càng nồng đậm. Mà giờ khắc này, nhìn thấy được hắn thần uy vô địch, ngay cả lão tổ Hiên Viên Vương Quốc cũng bị đánh cho chạy trối chết, cuối cùng bọn họ hoàn toàn bội phục, đầy sùng bái. Một người chiến đấu với một quốc gia, là Nam Nhi, là như vậy. Các ngươi có khả năng không biết. Ta nghe nói là Đinh Mục giết học sinh của Trương Sư báo thù cho hắn, lúc này mới xông tới. Làm sao ngươi biết? Đường ca ta là thuần thú sư Chu Tiến được Thái tử Điện Hạ ngự dụng. Tin tức này là do hắn trong lúc uống say vô ý nói ra được. Vì thay học sinh báo thù, một mình chiến đấu với một quốc gia, một mình chống lại hóa phàm. Phải biết rằng thời điểm hắn vừa tới, thực lực cũng không phải lợi hại như vậy. Có một vị lão sư như vậy. Cho dù chết, cũng đáng. Trong đám người, có người biết chuyện nói ra sự tình từ đầu đến cuối một lượt. Tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm, viên mắt ửng đỏ. Người tu luyện, may mắn nhất chính là tìm được một vị lão sư tốt,
chỉ điểm tu luyện. Vị trương sư này không chỉ thực lực bản thân cao, giảng bài lợi hại, vì học sinh còn muốn một mình đối đầu với vương quốc phong hào, không có lùi bước. Phần tình nghĩa này, cũng đủ để không làm thất vọng cái danh hiệu, sư, này. Mọi người kích động, mỗi một người đầy hưng phấn, đầy sùng bái. Trên đài tế thiên, nhìn thấy Đinh Hoành muốn chạy trốn, mắt Trương Huyền híp lại một cái. Hừ, chạy trốn sao? Hai hàng lông mày dướn lên, bước chân nâng lên, đuổi theo. Từng trải qua chuyện của Đinh Mục, hắn biết đạo lý nuôi hổ mắc họa. Nếu động thủ, lại phải đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không thể lưu lại người sống. Nếu không, gặp phiền phức trước sau sẽ là mình. Trước đây không nhân từ nương tay, cũng sẽ không có chuyện lộ trùng hy sinh. Nếu động thủ, vậy thì không thể lưu lại hậu hoạn. Dừng lại cho ta. Cổ tay run lên, trường kiếm hạ xuống. Kiếm khí như cầu vồng, xuyên qua khoảng cách trăm thước, trực tiếp bổ xuống về phía Đinh Hoành đang chạy trốn. Đạt được nửa bước hóa phàm, đối với xung quanh đã vốn có năng lực khống chế nhất định. Trước đây kiếm khí phun ra nuốt vào, hơn 10 thước chính là cực hạn. Lúc này, dưới chân khí tuôn ra, đủ để lan tràn tới khoảng cách trăm thước. Kiếm khí bổ vào trên lưng đối phương, vẽ ra một miệng máu cực lớn, dữ tợn đáng sợ. Bởi vì khoảng cách xa, uy lực lại yếu đi không ít, nếu không, chỉ một kiếm này, có thể chém hắn thành hai khúc. Huyết tế. Cảm nhận được đau đớn trên người, biết cho dù khoảng cách quá xa, uy lực chiêu này tạm thời không giết chết được mình. Nhưng liên tục bị chém tới mấy kiếm, mình cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cắn răng một cái, Đinh Hoành thiêu đốt máu tươi, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Trước đây, Đinh Mục thi triển phương pháp huyết tế, là do hắn truyền thụ. Tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra lực lượng và tốc độ của bản thân. Chỉ có điều, có thời gian hạn chế nhất định, thời gian qua đi, tu vi lại sẽ tự động giảm cấp. Giết địch 1000, tự tổn thương 800. Có thể nói, đây là tuyệt chiêu chỉ vạn bất đắc dĩ mới sử dụng. Đổi lại thành lúc bình thường, thi triển huyết tế, tất nhiên phải chém giết đối thủ, báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ, hắn thật sự sợ. Người này mỗi lần thoạt nhìn đều phải thua không thể nghi ngờ, kết quả lại ở trong tuyệt địa tập kích ngược, khiến người ta kinh hoàng. Hắn sợ chiến đấu một hồi nữa, đối phương còn có thể lấy ra vô số thủ đoạn. Nếu thật sự như vậy, hắn ngay cả sức lực chạy trốn cũng không có. Vèo. Huyết tế thi triển ra, tốc độ tăng mạnh. Trong thời gian nháy mắt Đinh Hoành liền chui vào trong khu nhà giống như mê cung của Vương Thành. Đáng giận. Thấy người này biến mất, Trương Huyền nhất thời siết chặt nắm đấm. Hắn tuy rằng thành công đột phá, đạt được nửa bước hóa phàm, nhưng mạnh mẽ vận dụng lực lượng, nghịch thiên mà đi, trên người đã có không ít nội thương. Hơn nữa trước đó sử dụng nhiều lần thân pháp thiên đạo, đến bây giờ đã gần như cực hạn. Tiếp tục sử dụng, sợ rằng còn chưa có đuổi kịp, đã không chịu nổi, trực tiếp suy sụp. Mà không cần cái này, chỉ nói công pháp khinh thân, căn bản không học qua. Hơn nữa thực lực của mình không bằng đối phương, làm thế nào đuổi kịp Đinh Hoành thi triển huyết tế. Không cần tiếc nuối, người này thi triển huyết tế, lại thêm bị ngươi chém rơi một tay, cho dù ngày hôm nay may mắn chạy thoát giữ được tính mạng, tu vi cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Sợ rằng ngay cả nửa bước hóa phàm cũng rất khó duy trì, sẽ không đủ gây ra sợ hãi. Đang nghĩ ngợi có nên dùng những binh sĩ nắm giữ nửa nghĩa sư này, ở trong toàn thành tìm kiếm, nhổ cỏ nhổ tận gốc hay không, hắn liền nghe được một âm thanh vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu niên cười khanh khách đã đi tới. So với Triệu Nhã, tuổi tác không khác biệt lắm, thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu, đôi mắt thật ra đen nháy sáng ngời, để lộ ra linh quang, da nhẵn nhụi, diện mạo tuấn mỹ. Nữ! Hắn nhướng mày! Mặc dù đối phương mặc y phục nam sĩ, nhưng làm sao giấu giếm được Trương Huyền nắm giữ mắt minh lý. Loại năng lực này danh sư lục tinh mới có cơ hội lĩnh ngộ. Ngay cả ngụy trang cũng có thể nhìn thấu, đừng nói là nữ giả nam trang. Tại hạ Triệu Phi Vũ, từ Liên Minh Vạn Quốc đến, ra mắt Dương Sư. Người thiếu niên cũng không biết mình đã bị nhìn thấu thân phận, chỉ mỉm cười, ôm lấy quạt giấy, tự mang theo vẻ hào hiệp. Vị thiếu niên này chính là vị công tử từ Liên Minh Vạn Quốc tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, không ngờ nàng là một nữ nhi ruột thịt của quốc vương. Chương 746, một kiếm chém hóa phàm 2. Cảm ơn đặc sứ ra tay. Nghe đến Liên Minh Vạn Quốc, Trương Huyền nhất thời hiểu được. Vừa rồi, đột nhiên xuất hiện một thủ lệnh của Liên Minh,
không thừa nhận vị trí quốc vương của Đinh Mục, hóa giải cục diện quẫn bách. Chỉ sợ chính là do người trước mắt gây nên. Nếu không, hắn thật sự nghĩ không ra có người nào có thể làm được. Hiên Viên Vương Thất thay đổi quốc chủ, không báo tới liên minh, một mình hành sự. Ta chỉ là theo quy định làm việc mà thôi. Công tử, Triệu Phi Vũ mỉm cười, nhìn về phía người thanh niên trước mắt, vẻ mặt bội phục. Muốn nói cảm ơn, chắc hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Là phương thuốc của ngươi, khiến cho ta khôi phục, nếu không, sợ rằng bây giờ ta còn nằm ở trên giường, nhắm mắt đợi chết. Phương thuốc? Trương Huyền nghi ngờ. Chính là Trương Sư dùng tên giả Liễu Trình, ở nghiệp đoàn y sư Thiên Vũ Vương Quốc giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng trên tường nghi vấn khó xử lý. Ta mắc chính là chứng bệnh này, tìm hết lương y, cũng không thể chữa được. Là ngươi giải quyết thương thế trên người, mới khiến ta khôi phục. Triệu Phi Vũ đạo. Nữ nhân này mặc nam trang giả, công tử, quyền quý chính là nhị công chúa của Liên minh Vạn Quốc trước đây bệnh nặng nằm giường, khi dậy một quyền đánh nát đá. Biết là được một y sư của Vương Quốc nhất đẳng chữa trị, nghe được cái tên, Liễu Trình, này, nàng liền mang theo thuộc hạ Kim Tòng Hải chạy tới. Đến cảnh nội Hiên Viên Vương Quốc, Kim Tòng Hải đi tìm Cổ Mục. Hai người gặp phải Tôn Cường, biết Liễu Trình chính là Trương Huyền, lúc này mới đến nơi này, ra tay giúp đỡ. Nếu không, nàng cùng hắn không thân chẳng quen, làm sao có thể vì một danh sư nhị tinh, phản bác Vương Quốc phong hào phía dưới. Lại nhiều lần bảo Kim Tòng Hải ra tay cứu người. Cơ Tiên Thiên không có lực. Nhớ lại một chút, Trương Huyền cũng nghĩ tới. Lúc đó chỉ là giải quyết vấn đề khó khăn, sát hại y sư, không nghĩ tới lại còn cứu một người. Hơn nữa nhìn hình dáng, địa vị của nữ hài này không thấp. Đúng vậy. Triệu Phi Vũ gật đầu. Phương thuốc của ta chỉ chứng bệnh của ngươi. Ngươi cũng giúp ta giải quyết khó khăn. Chúng ta xem như là hai bên không ai thiếu nợ ai. Trương Huyền ôm quyền. Hắn không muốn nợ người ân tình, để tránh dính vào nhân quả. Vừa rồi đối phương ra tay, xem như là báo ân. Hai người xem như đã thanh toán xong. Hai bên không ai thiếu nợ ai. Triệu Phi Vũ sửng sốt. Dưới tình huống biết rõ hắn là đặc sứ của Liên minh Vạn Quốc, hơn nữa còn có ý lấy lòng, tự nhiên yêu cầu gì cũng không cầm. Thật đúng là một quái nhân. Phải biết rằng, đổi lại thành người khác, có cơ hội như thế, khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu. Trong mắt xoay chuyển, nàng mỉm cười. Có thể, chỉ có điều, ngươi chém giết quốc vương một vương quốc phong hào của chúng ta, đuổi lão tổ đi, điều này giải quyết như thế nào? Nếu như không có giao phó, chắc chắn sẽ gây ra rung chuyển. Một bên đường đường là vương quốc phong hào, bây giờ bị làm cho thất linh bát lạc. Quốc vương gần kế vị tử vong, lão tổ chạy thoát, vương quốc khác biết được cục diện này, rung chuyển là điều tất nhiên. Điều này, Trương Huyền sửng sốt. Hắn chỉ muốn báo thù cho Lộ Trùng, cũng không nghĩ tới những thứ này. Cục diện hiện tại này, Hiên Viên Vương quốc quả thật gặp phải phong ba bão táp lớn. Vương triều hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta cho ngươi đề nghị thì thế nào? Thấy hắn do dự, mắt Triệu Phi Vũ lóe lên, nở nụ cười. À, nếu ngươi một mình diệt quốc, do ngươi làm quốc quân mới, khẳng định không ai có ý kiến. Ta cũng tiện trở về báo cáo kết quả công tác. Triệu Phi Vũ đạo. Nàng cố ý hỏi như vậy, không phải gây khó dễ, mà là vì cái này. Trước đó, nàng đã suy nghĩ đến điểm này, nếu không cũng không có khả năng giúp đỡ Trương Huyền. Vị trước mắt này, một người thắng được một quốc gia, cho dù lên làm quốc quân, khẳng định cũng không có ai dám nói thừa thêm một câu. Giúp hắn leo lên vị trí quốc vương, xem như báo đáp ân tình cứu mạng, có thể thỏa mãn trở lại. Làm quốc vương. Trương Huyền lắc đầu. Không có hứng thú. Hắn trước 30 tuổi phải trùng kích danh sư cửu tinh thành công, mới có thể còn mạng sống sót. Lưu lại nơi này làm quốc vương của một vương quốc phong hào, thật đúng là hắn chưa từng nghĩ tới. Vậy, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp từ chối, Triệu Phi Vũ sửng sốt. Làm quốc vương, hiệu lệnh khắp nơi, uy chấn trong nước, là chuyện vô số người tha thiết ước mơ. Hắn tự nhiên không đồng ý. Hiên Viên Vương quốc biến thành như vậy, thật sự là lỗi của ta. Như vậy đi. Ta mặc dù không muốn làm quốc vương, thật ra có thể giúp các ngươi xem xét một chút. Có chút do dự, Trương Huyền nói. Bất kể nói thế nào, nước không thể một ngày không có chủ. Bằng không, khẳng định sinh linh đổ thán, phiền phức rất nhiều. Đây cũng không phải là điều hắn nguyện ý nhìn thấy được. À, không nghĩ tới mình không muốn làm, còn giúp tìm một người, Triệu Phi Vũ đầy kỳ quái nhìn qua.
giúp ta chọn một quốc vương, không biết là thần thánh phương nào, đừng nói cho ta biết là Tôn Cường. Nếu như là Tôn Cường nói, nàng khẳng định sẽ khóc. Người này thực lực không được tốt lắm, giọng điệu lại lớn không thể chịu được. Mấu chốt nhất chính là, một chút năng lực quan sát lực cũng không có. Nếu thật sự lên làm quốc vương, sợ rằng không bao lâu, toàn bộ Hiên Viên Vương quốc đều sẽ xong đời. Tôn Cường, làm sao có thể, để cho hắn làm quốc vương, chính là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Trương Huyền lắc đầu. Tôn Cường lại là quản gia của mình, sau này phải đi theo mình, tới thế giới càng lớn hơn, làm sao có thể ở lại loại địa phương nhỏ này, làm người đứng đầu một nước. Khụ khụ, bị nước bọt sặc một cái, vẻ mặt Triệu Phi Vũ bất đắc dĩ. Thật là có dạng chủ tử gì, lại có dạng người hầu như vậy. Vốn tưởng rằng Tôn Cường thích khoác lác, là nguyên nhân của một mình hắn. Hiện tại xem ra, người chủ tử này còn khoa trương hơn. Một người ích huyệt cảnh, cái gì cũng không biết, làm quốc vương của vương quốc phong hào, còn tài lớn dùng vào việc nhỏ. Ta có thể vui vẻ nói chuyện phiếm không? Vậy ngươi muốn chọn ai? Cố nén phiền muộn, Triệu Phi Vũ hỏi. Nàng! Trương Huyền mỉm cười, hướng lên bầu trời ngoắc tay. Mạc Vũ, xuống đây đi! Gào! Hắn vừa nói dứt lời, thiết sỉ khiếu thiên thú trong không trung gầm lên một tiếng, bay xuống. Mạc Vũ viền mắt ửng đỏ đi tới trước mặt, muốn gục vào trong lòng Trương Huyền, lại có chút do dự, cuối cùng vẫn ngừng lại. Vừa rồi nàng thật sự lo lắng cho hắn tới hỏng rồi. Chỉ có điều, nàng cũng biết, đối phương đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Nếu thật sự muốn nhào qua, trái lại tăng thêm xấu hổ. Nàng! Không nghĩ tới một người nữ tử xuống, Triệu Phi Vũ đầy nghi ngờ. Không sai, ta muốn để cho nàng làm vị nữ đế đầu tiên của Hiên Viên Vương quốc. Chẳng biết có được không? Trương Huyền cười nói. Nữ đế của Hiên Viên Vương quốc. Mạc Vũ sửng sốt, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Chương 747, giúp Mạc Vũ thăng cấp 1. Quốc vương của Thiên Vũ Vương quốc Mạc Thiên Tuyết, vẫn muốn bồi dưỡng nữ nhi thành thế hệ nữ đế, bởi vậy, Mạc Vũ tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với thống trị vương quốc, vô cùng tinh thông. Để cho nàng làm quốc vương mới của Hiên Viên Vương quốc, tuyệt đối mạnh hơn bản thân mình rất nhiều. Nàng! Triệu Phi Vũ thoáng kinh ngạc, không nhịn được mở miệng. Thực lực của nàng, hình như vừa đạt được tông sư cảnh. Hiên Viên Vương quốc chí tôn khắp nơi, một người tu vi tông sư cảnh, muốn trở thành người đứng đầu, trấn áp khắp nơi, rõ ràng có chút người si nói mộng. Tu vi là thấp một chút, chỉ có điều, trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như vậy, đã coi như là thiên tài tuyệt đỉnh. Sau này chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn trấn áp khắp nơi, cũng không khó. Mạc Vũ chỉ là người của một vương quốc nhất đẳng, tuổi này lại có thực lực như thế, một khi có tài nguyên của Hiên Viên Vương quốc, nhất định có thể đột nhiên tăng nhanh hơn. Sau này đạt được chí tôn đỉnh phong, thậm chí nửa bước hóa phàm, cũng không phải là không thể. Ta tin tưởng thiên phú của nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Thay đổi quốc vương, chấn động lòng người. Nếu như không có võ lực cường đại trấn áp, ta sợ nàng không những ngồi không ổn vương tọa, còn có thể mang đến tai họa. Thấy người này giống như đang đùa, Triệu Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, lần nữa nói. Đứng đầu một nước, không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên phải có võ lực tuyệt thế, nếu không, làm thế nào phục chúng, làm thế nào khiến cho người ta cam tâm tình nguyện nghe lời ngươi nói. Thực lực không đủ, mạnh mẽ leo lên vương tọa, mặc dù có liên minh vạn quốc ở phía sau ủng hộ, làm không tốt cũng sẽ bị người ám sát. Dù sao, mơ ước vị trí này, trong phạm vi toàn bộ vương quốc phong hào, không biết có bao nhiêu. Thật sự nếu như vậy, lên làm quốc chủ, chẳng những không phải là ân tình, mà là khiến cho hắn rơi vào vực sâu. Như vậy à? Không nghĩ nhiều như vậy, Trương Huyền gãi đầu một cái, không nhịn được nhìn về phía Mạc Vũ trước mắt. Muốn trở thành cường giả chí tôn đỉnh phong hay không? Đương nhiên. Không biết hắn hỏi cái này có ý gì, Mạc Vũ gật đầu. Người tu luyện ai không muốn thực lực tăng lên? Nhưng chí tôn đỉnh phong, muốn đạt được là có thể đạt được sao? Thiên hạ người tu luyện vô số, có thể đạt được, chưa đủ một phần vạn, đủ thấy độ khó trong đó. Triệu Phi Vũ ở một bên, nghe được câu hỏi, cũng không hiểu ra sao. Người này ngoài dự đoán của mọi người, lại muốn làm cái gì? Muốn là tốt rồi, mở miệng. Không quan tâm tới sự nghi ngờ của mọi người, Trương Huyền búng ngón tay một cái. Mạc Vũ còn không có kịp phản ứng,
đã cảm thấy yết hầu nóng lên, một viên hạt sen nuốt xuống. Hạt sen vừa tiến vào trong cơ thể, nhất thời giống như có ngọn lửa hiêu đốt, lực lượng lớn mạnh mẽ bành trướng, khiến cho nàng thiếu chút nữa nổ tung. Ngồi xuống. Trương Huyền nói tiếp. Vâng. Không dám do dự, Mạc Vũ vội vàng ngồi xuống. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy một cái bàn tay, trong nháy mắt ấn lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Chân khí tinh thuần hùng hậu, truyền thụ xuống, khống chế được lực lượng hạt sen trong cơ thể, lấy phương thức vận chuyển đặc biệt, chạy ở bên trong thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác. Liên tiếp có âm thanh giống như tiếng đậu vỡ vang lên. Mạc Vũ cảm thấy thân thể nhẹ đi một chút, bình chướng và gông cùm xiềng xích tu luyện trước đó, đều đột phá. Tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, tông sư đỉnh phong, nửa bước chí tôn. Trong thời gian nháy mắt, nàng lại nhanh chóng đột phá. Khí tức toàn thân càng lúc càng mạnh. Cái này, này, trong mắt Triệu Phi Vũ sắp rơi xuống. Đang cảm thấy được việc người này có thể sẽ làm, kết quả. Thật sự đang làm chuyện này. Hơn nữa còn kinh thế hãi tục như vậy. Khiến cho người ta trong thời gian nháy mắt đột phá. Cho dù danh sư tứ tinh đỉnh phong của Liên minh Vạn Quốc, cũng làm không được. Ngươi, ngươi còn là người sao? Thảo nào cùng Tôn Cường nói chuyện phiếm, bị người kia lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Loại thủ đoạn này, quả thật quá cường đại. Cho dù là người của Liên minh Vạn Quốc tới, cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí mới nghe lần đầu. Giơ tay lên khiến người ta đột phá. Kim Tòng Hải cũng cảm thấy cổ họng phát khô. Hắn là cường giả hóa phàm, cũng làm không được điểm ấy. Người trước mắt này lại qua loa vài cái. Ta chỉ muốn hỏi một chút, người còn có gì không biết, không làm được nữa không? Thiên Vũ Vương quốc từ khi nào xuất hiện một quái vật bắt mắt như vậy? Cũng quá dọa người. Lạc Thiên Hồng đường chủ càng khiếp sợ đến mức khóe miệng giật một cái, suýt lập tức phát điên rồi. Người khác thấy náo nhiệt, làm danh sư, nhưng biết độ khó trong đó. Bản thân mình trong nháy mắt đột phá, không để ý tới các loại bình chướng, có thể nói là thiên tài. Nhưng, giơ tay nhấc chân khiến cho người khác cũng đột phá. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung. Là, truyền công rót đỉnh. Giống như run rẩy vì khiếp sợ, trong đầu hắn không nhịn được xuất hiện một từ ngữ. Trong truyền thuyết, danh sư lợi hại có thể căn cứ vào thể chất của học sinh, đặc biệt lập ra một bộ công pháp, sau đó lợi dụng chân khí của bản thân dẫn dắt, rót đỉnh nâng cao tu vi. Muốn làm được điểm ấy, phải có đầy đủ vài một điều kiện. Đầu tiên, ít nhất là danh sư lục tinh lấy trở lên. Thứ hai, hiểu rõ sâu sắc đối với người học sinh này, tình hình kinh mạch, sức chịu đựng thân thể, tất cả đều phải biết rõ ràng. Thứ ba, nắm giữ công pháp rất phù hợp với thể chất của đối phương. Thiếu một cái cũng không được. Ba điều kiện, bất kể loại nào xuất hiện sơ suất, đều sẽ dẫn đến thân thể người kia bị nổ nát mà chết. Người này thì hay rồi, tùy tiện thi triển. Ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Chẳng những thành công, thậm chí ngay cả một chút tác dụng phụ cũng không có. Chương 748, giúp Mạc Vũ thăng cấp 2. Ngươi thật là một danh sư nhị tinh. Thật sự chưa đủ 20 tuổi sao? Trong nháy mắt, Lạc Thiên Hồng chỉ cảm thấy mấy năm nay nghiên cứu và lĩnh ngộ của mình đối với danh sư, đều học được trên người chó, tương đương với cái gì cũng không biết. Giơ tay lên khiến cho người ta thăng cấp. Má ơi! Đừng nói cho ta biết đây là sự thật. Thần tượng, tuyệt đối là thần tượng, ta phải bái hắn làm sư. Quá mạnh mẽ, loại thủ đoạn này, tuyệt đối là thần linh mới có. Vô số binh sĩ cũng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm. Đã thấy thiên tài, nhưng chưa thấy qua thiên tài như vậy. Thậm chí đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Khí tức của Mạc Vũ không ngừng bay lên, cuối cùng ngừng lại. Hai mắt nàng sáng như điện, hào quang bắn ra bốn phía. Chí tôn đỉnh phong, đạt được. 6 tuổi tu luyện, mất thời gian vài chục năm, mới đạt tới tông sư cảnh. Vốn tưởng rằng đạt được chí tôn đỉnh phong, cần phải mất thời gian dài hơn, thậm chí không dưới 20 năm. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, chưa tới một canh giờ lại thành công. Loại tốc độ thăng cấp này, quả thực chính là nằm mơ. Cảm ơn Trương Sư. Biết không có người trước mắt này, khẳng định không có cách nào thành công, Mạc Vũ đứng dậy quỳ gối, thật sự hoàn toàn bái phục. Xưng hô cũng từ Trương Huyền, đổi thành Trương Sư. Trước đó, trong lòng vẫn tồn tại tâm tư cùng người thanh niên trước mắt này cạnh tranh, thậm chí còn hy vọng xa vời, có thể được sự thưởng thức của đối phương.
Bây giờ nàng mới biết, giữa hai người chênh lệch đã giống như cái hào rộng, lại không có cách nào vượt qua. Đừng nói cạnh tranh, được thưởng thức, sợ rằng tư cách làm học sinh, cũng không có. Sau này chỉ biết càng lúc càng xa, cho đến khi lại không cùng xuất hiện nữa. Không có việc gì. Không biết suy nghĩ của nàng, Trương Huyền vẫy vẫy tay, nhìn về phía công tử cách đó không xa. Hiện tại có thể chứ? Thực lực đạt được chí tôn đỉnh phong, quả thật có tư cách làm quốc vương. Chỉ là, muốn khiến cho tất cả mọi người bội phục, vẫn kém một ít. Có chút do dự, Triệu Phi Vũ nói tiếp. Chí tôn đỉnh phong tuy mạnh, nhưng muốn ở Hiên Viên Vương quốc hoàn toàn nghiền ép, sợ rằng vẫn thoáng có một chút chưa đủ. Ít nhất phải đạt được nửa bước hóa phàm mới được. Dù sao có thể tiến vào Thanh Diệp bảng, cơ bản đều đạt tới thực lực như vậy. Chí tôn đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể tiến vào một tài tuấn bảng mà thôi. Vậy, như vậy đi. Trương Huyền trà sát tay, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Thiết Bối Dực Long nằm dạp trên mặt đất cách đó không xa, vẫn đang run lẩy bẩy. Từ hôm nay trở đi, bảo vệ Mạc Vũ, nhận nàng làm chủ, nghiêm khắc nghe theo mệnh lệnh. Ách, nghe được phân phó này, tất cả mọi người đều không thể hiểu được. Ngay cả Mạc Vũ, Triệu Phi Vũ cũng hoàn toàn không giải thích được. Ngươi sẽ không phải đang nói mê sảng chứ? Con man thú này lại là man thú của Hiên Viên Vương Thất, tính cách long tộc cao ngạo, chỉ gặp mặt một lần, bảo nó hàng phục Mạc Vũ. Làm sao có thể? Gào! Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy con man thú này khẳng định sẽ không đồng ý, chỉ thấy Thiết Bối Dực Long sắc mặt vui vẻ, vội vàng bò tới, cái đầu cực lớn dán ở trước mặt Mạc Vũ, liều mạng lấy lòng. Ta nhổ vào. Vậy, cũng quá tiện đi. Mọi người run rẩy loạn, thiếu chút nữa nôn ra máu. Thiết Bối Dực Long nắm giữ huyết mạch long tộc, dựa theo đạo lý cao ngạo vô cùng, cương quyết không tuân theo. Hiện tại thì hay rồi, người này thét một tiếng chói tai, nó lại từ bầu trời rơi xuống, ngay cả chủ nhân cũng không cần. Ngay sau đó không dám cùng đối địch, nói gì nghe nấy. Còn có thể có chút tôn nghiêm của long tộc không? Làm giống như chó Nhật, có cần vô sỉ như vậy hay không? Người này, hình như lại có một loại lực lượng làm cho người ta không nói được lời nào. Từ trên lưng man thú vừa xuống tới, Ngụy Dư Thanh trưởng lão không nhịn được xúc động. Rõ ràng cảm thấy làm không được, vị này không những có thể hoàn thành, còn vô cùng dễ dàng. Có đôi khi thật khiến cho người ta thật sự nghi ngờ, hắn không phải bộ dạng trước mắt này, mà là một vị danh sư cao giai lặng lẽ ngụy trang. Chuyện vương quốc xử lý xong, nên xử lý danh sư đường một chút. Xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Hồng, thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Thân là danh sư đường, không chỉ không làm chủ cho danh sư của mình, còn giúp trợ giúp Đinh Mục nối giáo cho giặc, cũng nên cố gắng giải quyết. Không giải quyết được, chuyện mình không để ý tới đẳng cấp ràng buộc, đánh cho danh sư tam tinh bị thương, sẽ trở thành chỗ bẩn trong cuộc đời. Sau này còn muốn sát hạch cấp bậc cao hơn, lại khó hơn. Dù sao, danh sư cao thượng tới đâu, cũng do người tạo thành. Có người lại khó bảo đảm không có tư tâm. Một người không tuân thủ quy định, ngay cả danh sư đẳng cấp cao cũng dám chống lại, thậm chí đả thương người. Đổi lại thành ai, sợ rằng cũng sẽ không yên tâm. Ngươi, chẳng lẽ lại thật sự muốn xông đường? Triệu Phi Vũ không nhịn được nói. Xông đường, nếu như chỉ là đơn thuần chọn rất nhiều danh sư trong chiến đường, ngược lại cũng không thể sợ. Dù sao vị Trương Huyền trước mắt này ngay cả cường giả hóa phàm cũng có thể chém giết. Những danh sư lợi hại hơn nữa, cũng không tính là cái gì. Sông đường, chẳng khác nào khiêu chiến với một tòa danh sư đường. Từ thành lập danh sư đường cho đến tận bây giờ có, danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc, mặc dù là chỉ địa phương hẻo lánh, nhưng thời gian thành lập tới mấy nghìn năm. Theo ta được biết, từng xuất hiện qua một vị danh sư ngũ tinh, ba vị danh sư tứ tinh. Triệu Phi Vũ siết chặt nắm đấm nhỏ nhắn. Những người này tuy rằng qua đời từ lâu, cũng đều để lại ý niệm. Sông đường, lại đại biểu phải đối đầu cùng bọn họ. Ngươi có cần suy nghĩ lại một chút hay không? Sông đường, chỉ đơn thuần chiến đấu cùng danh sư còn sống, thật sự không đáng lo. Mấu chốt nhất chính là, còn phải đối đầu cùng những tiền bối đã chết này. Những người này, có người đã đạt đến trình độ danh sư tứ tinh, thậm chí càng cao hơn. Ngươi chỉ có danh sư nhị tinh mà thôi, đấu cùng bọn họ, khiến cho những ý niệm bái phục, làm sao có thể? Ta đã quyết định. Trương Huyền nói, không có gì có thể do dự, ý niệm mà thôi, muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chương 749, Mạc Thiên Tuyết phát điên 1.
Thiên Vũ Vương quốc. Bệ hạ, công chúa Điện hạ và Trương sư đã đến Hiên Viên Vương quốc. Thống lĩnh ám ảnh vệ ôm quyền. Ừ. Mạc Thiên Tuyết gật đầu, nghĩ đến cái gì đó, không nhịn được thở dài một tiếng. Nhà đầu kia cái gì cũng tốt, chính là quá trọng tình. Xem như tất cả tâm huyết của ta đều uổng phí. Mạc Hoàng Nhất cường thế quật khởi, hắn lo lắng vương vị không bảo vệ nổi, một lòng muốn bồi dưỡng Mạc Vũ thiên tài nhất trong đám nữ nhi, nhi tử của mình, kế thừa vị trí của mình. Kết quả, nhà đầu vì một tư tình nhi nữ, xoay người cùng Trương sư rời đi, khiến cho hắn lại sốt ruột nữa, cũng không có làm được gì. Thật đúng là con gái lớn không giữ được. Trương sư thiên tài, độc nhất vô nhị, người như thế Thiên Vũ Vương quốc nhất định là không giữ được. Nếu không có hy vọng, cần gì phải đi cưỡng ép nữa. Còn không bằng an tâm ở lại vương quốc, cố gắng tu luyện, mau chóng nâng cao thực lực, để kế thừa vương vị. Hiện tại, sau khi Mạc Hoàng Nhất trở thành danh sư nhị tinh, tiếng tăm càng lớn. Con lại xoay người rời khỏi. Sau này người trong nước đều quên đi vị thiên tài là con, còn còn kế vị thế nào. Thật không biết nhà đầu kia suy nghĩ như thế nào. Công chúa tuy rằng tùy hứng, nhưng đối với bệ hạ nói gì nghe nấy. Công chúa đưa Trương sư đến Liên minh Vạn Quốc, chắc hẳn là sẽ trở về. Thống lĩnh ám ảnh vệ nói. Làm vệ đội riêng của quốc vương bệ hạ, tâm tư của Mạc Thiên Tuyết, hắn đều biết rõ ràng. Muốn thuận lợi kế thừa vị trí quốc vương, không chỉ cần thực lực mạnh, còn phải có uy vọng. Bệ hạ không muốn công chúa ra ngoài, lại muốn để cho nàng dần dần tiếp nhận chính vụ, làm ra nhiều công lao và thành tích một chút, sau đó sẽ yên tâm truyền vương vị. Nàng thì hay rồi. Xoay người rời đi, một câu cũng không hề nói. Cũng khó trách bệ hạ tức giận. Chỉ mong vậy. Mạc Thiên Tuyết cười khổ. Nếu như nàng thật có thể nắm được trái tim của Trương sư, đi đưa tiễn cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, Trương sư Long Phượng trong loài người, đối với nàng hoàn toàn không có một chút ý tứ gì. Cho dù là vạn dặm đưa tiễn, cũng chỉ lãng phí thời gian. Thống lĩnh ám ảnh vệ không biết trả lời như thế nào. Tuy rằng không trực tiếp cùng vị Trương sư này tiếp xúc qua, nhưng ngầm nhìn thấy vài lần. Rất nhiều chuyện hắn cũng nghe không ít, hắn biết chí hướng của loại cấp thiên tài này, không có khả năng vì nhi nữ tình trường vây khốn. Được, không nói cái này. Vứt bỏ buồn bực trong lòng, Mạc Thiên Tuyết đang muốn nói tiếp, lại thấy một lão nhân vội vã đi tới. Bệ hạ, bệ hạ. Còn chưa có tiến vào phòng, vẻ mặt lão nhân lại đỏ vừng, toàn thân kích động không ngừng run rẩy. Cừ lão, không phải bảo ngươi để ý tường đưa tin sao? Gấp gáp tới đây như vậy làm gì? Mạc Thiên Tuyết nhướng mày. Cừ lão, Mạc Cừ, lão nhân Vương Thất. Lâm gia có thể có tường đưa tin liên lạc với Hiên Viên Vương quốc, làm Vương Thất Thiên Vũ của Vương quốc nhất đẳng, cũng có một cái, có thể từ Hiên Viên Vương thành truyền tin tức qua lại, sớm biết quốc gia thượng cấp có biến động, do đó làm ra ứng phó. Vị cừ lão này, chính là chịu trách nhiệm khai thông và liên hệ ở tường đưa tin. Không chỉ có như vậy, còn giống như tiến các lão thiên huyền vương quốc, trông coi tin tức truyền lại và lưu thông của toàn bộ vương quốc. Chức vụ này chịu trách nhiệm thu thập tin tức, bình thường phái một ít vãn bối đưa tin tức qua là được. Trừ khi gặp phải chuyện lớn, nếu không không có khả năng tự mình qua. Bệ hạ, xảy ra, chuyện lớn. Dừng bước, vẻ mặt cừ lão kích động. Chuyện lớn. Mạc Thiên Tuyết nhìn qua. Chuyện gì? Trương sư đến Hiên Viên Vương Thành. Ngày hôm nay, đại náo Vương Thành, giết Thái tử Đinh Mục. Cừ lão đạo, giết Thái tử Đinh Mục. Sắc mặt Mạc Thiên Tuyết nhất thời trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Thái tử của Vương quốc Phong Hào, địa vị được tôn sùng, tuyệt đối không phải là loại vương quốc nhất đẳng như hắn có thể so sánh được. Trực tiếp chém giết, Trương sư này phát điên hay chán sống dài. Đúng, không chỉ có như vậy, còn ở trên đại điển kế vị của Đinh Mục Thái tử hành động đắc thủ. Chương 750, Mạc Thiên Tuyết phát điên 2. Không thấy được mặt bệ hạ có chút đen, cừ lão tự mình trả lời. Kết quả dẫn lão tổ Đinh Hoành. Người nói lại là Đinh Hoành bệ hạ 100 năm trước lại danh tiếng chấn động Hiên Viên. Hắn, còn sống sao? Mạc Thiên Tuyết thoáng lảo đảo một cái. Vị Đinh Hoành bệ hạ này, hơn 100 năm trước đã đạt được nửa bước hóa phàm, danh chấn thiên hạ. Vốn tưởng rằng hắn qua đời từ lâu, không nghĩ tới lại còn sống sót. Đúng, không chỉ sống sót, hoàn thành cao thủ hóa phàm cảnh. Cừ lão nói. Hóa phàm. Giọng nói Mạc Thiên Tuyết run rẩy. Vậy Trương sư? Hắn còn chưa nói dứt lời, nhưng ngụ ý rất đơn giản. Trương sư sợ rằng đã giữ nhiều lành ít,
ngươi chạy tới nhà người ta, giết quốc vương bệ hạ sắp kế vị của người ta, lão tổ người ta làm sao có thể tha cho ngươi. Đối với vị trương sư này, hắn vẫn hiểu rất rõ. Thực lực tông sư đỉnh phong, tuy rằng có thể chém giết nửa bước chí tôn, nhưng so với hóa phàm, chênh lệch quá xa, quả thực chính là sự khác biệt giữa thần long và con kiến hôi. Sợ rằng vị lão tổ trăm năm trước lại danh chấn thiên hạ này vừa ra tay, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, sẽ lập tức bị đánh chết. À, trương sư không có việc gì, lập tức đột phá đến nửa bước hóa phàm, đánh cho đinh hoành bệ hạ tàn phế. Cử lão nói. Cái gì? Mạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa ngất đi. Thực lực tông sư đỉnh phong, đột phá đến nửa bước hóa phàm. Người đây không phải là đang nói đùa sao? Hơn nữa, cho dù là nửa bước hóa phàm và hóa phàm cảnh chân chính, khoảng cách chênh lệch cũng rất lớn có được hay không? Làm sao có thể đánh cho hắn tàn phế? Đối diện truyền lại tin tức như vậy, ta đã từng xác nhận, không có sai lầm chút nào. Cử lão gật đầu. Hơn nữa. Cái gì? Cử lão có chút do dự, nhớ lại nội dung trên tường đưa tin trước đó. Hình như đến bây giờ hắn cũng không thể tin được. Ta qua, chủ yếu nhất chính là bẩm báo với bệ hạ chuyện này. Sau khi trương sư đánh bại đinh hoành bệ hạ, đã để cho Mạc Vũ tiểu thư đăng cơ làm quốc vương bệ hạ mới của Hiên Viên Vương quốc, thành thế hệ nữ đế. Đăng cơ làm đế, quốc vương của Hiên Viên Vương quốc. Mạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa thì từ trên vương tọa rơi xuống. Vừa nói xong Mạc Vũ trọng tình cảm, cùng vị trương sư này đi ra ngoài, làm lỡ việc lung lạc lòng người, tăng uy vọng. Kết quả, người ta chạy đến Hiên Viên Vương quốc làm quốc vương. Có cần ác như vậy hay không? Hiên Viên Vương quốc lại là quốc gia thượng cấp của hắn, vương quốc phía dưới giống như thiên vũ vậy có chừng hơn 20 cái. Ở chỗ này làm quốc vương. Thế nào lại giống như nằm mơ? Vũ Nhi chỉ có tu vi thông huyền cảnh đỉnh phong, làm sao có thể làm quốc vương của vương quốc phong hào? Sau khi hết khiếp sợ, Mạc Thiên Tuyết vội vàng nói. Lúc Mạc Vũ rời đi, mới là thông huyền cảnh đỉnh phong. Tông sư còn chưa từng đạt được, thực lực thấp như vậy, ở thiên vũ vương quốc. Cũng rất khó trở thành quốc vương. Làm quốc vương Hiên Viên Vương quốc, đây không phải là muốn chết sao? Cái này, trương sư cũng cảm thấy thực lực của nàng thấp, lập tức rót đỉnh khiến cho nàng đột phá. Mạc Vũ công chúa hiện tại đã là cường giả chí tôn đỉnh phong. Cử lão nói, lập tức đột phá, chí tôn đỉnh phong. Phù phù, cũng không ngồi yên được nữa, Mạc Thiên Tuyết rơi trên mặt đất, hai mắt si ngốc, tóc bị kéo xuống cũng không có chút cảm giác nào. Thông huyền cảnh đỉnh phong, lập tức đột phá đến. Chí tôn đỉnh phong, trương sư, người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc làm sao làm được không? Vũ Nhi, là thật sự có khả năng quan sát. Không biết qua bao lâu, lúc này Mạc Thiên Tuyết mới nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt thì thào tự nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 751, Vu Hồn Sư 1. Liên minh Vạn Quốc, danh sư đường. Một lão già mặc áo bào màu xám đứng ở ngay phía trước, âm thanh ôn hòa vang vọng khắp nơi, dẫn động linh khí thiên địa, giống như đóa hoa nở rộ. Nói tụ linh khí, miệng phun hoa sen. Năng lực danh sư ngũ tinh mới có. Ngay phía trước hắn, từng hàng lão nhân ngồi thẳng, trên người tất cả đều mặc trang phục danh sư. Mỗi một người ngồi nghiêm chỉnh, nghe như mê như say. Ong! Âm thanh kết thúc, lão già mặc áo bào màu xám chắp tay sau lưng đứng. Ngày hôm nay đến đây kết thúc, còn có cái gì nghi vấn, mau chóng đưa lên. Hồng sư cực khổ, mới từ địa phương xa như vậy đến, lại mở đường giảng bài. Chúng ta vô cùng cảm kích. Khang đường chủ đứng dậy, cười nói. Hồng sư, Hồng Thiền, danh sư ngũ tinh của danh sư đường tại Hồng Phong Đế Quốc, nhận lời mời qua chủ trì thi đấu danh sư lần này. Để cho tất cả người tu luyện không lại gặp phải vấn đề khó xử lý, người người như rồng, là trách nhiệm của danh sư chúng ta. Không thể nói là khổ cực. Lão già mặc áo bào màu xám hồng sư gật đầu. Vâng. Khang đường chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mặt đất chợt chấn động, tiếng chuông vang liên tục ở mọi nơi. Bốn tiếng chuông vang lên, có người xông đường, không nghĩ tới vừa đến lại gặp phải loại chuyện lý thú này. Hồng sư mỉm cười. Tiếng chuông của danh sư đường, tiếng chuông vang lên mấy lần cũng có cách nói khác nhau. Liên tục vang lên bốn lần, cho thấy có người xông đường. Sông đường, tuy rằng chẳng khác nào rõ ràng khiêu chiến với danh sư đường, hàng năm lại cũng có không ít người muốn thử. Bởi vì một khi thành công, nhất định thanh danh lan truyền lớn, lưu truyền thiên cổ. Danh sư,
không chỉ là sư, còn muốn có danh. Không ít thế hệ trẻ tuổi, vì nhanh chóng đánh ra danh tiếng, có khối người bí quá hóa liều. Đương nhiên, sông đường giống như phá quán, thành công tất nhiên mang đến lợi ích cực lớn, thất bại bị trừng phạt cũng cực lớn. Ngô sư, đi điều tra một chút, là chuyện của phân bộ nào? Nhướng mày, Khang đường chủ vẫy bàn tay một cái. Hồng sư vừa đến lại gặp phải loại tình huống này, khiến cho hắn cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Vâng, là Ngô sư lão nhân lui ra ngoài, thời gian không lâu đi về. Hồi bẩm đường chủ, Hồng sư, là tin tức từ Hiên Viên Vương quốc Phong Hào phía dưới Liên minh Vạn quốc truyền đến. Hiên Viên Vương quốc, thoáng sửng sốt một chút, đầu hơi nâng lên, Hồng sư vuốt râu. Nơi này, ta đã từng qua một khoảng thời gian, danh sư tam tinh của ta, chính là ở nơi đó sát hạch. Hồng sư vừa nói, ta nhớ ra rồi, ngài thật sự là từ nơi đó đi ra, tuy rằng chỉ ở lại chưa đủ 3 năm, lại trấn áp vô số danh sư không ngóc đầu lên được. Suy nghĩ một chút, Khang đường chủ nói. Vị Hồng sư trước mắt này, tuy rằng đã đi Hồng Phong đế quốc, địa vị càng được tôn sùng, hơn 100 năm trước, lại là từ Hiên Viên Vương quốc đi ra, cùng Liên minh Vạn quốc có nguồn gốc sâu xa. Bằng không, hắn cũng sẽ không ngại cực khổ, từ đế quốc xa như vậy, tự mình qua quan sát thi đấu danh sư hậu bối. Đúng vậy, chuyện cũ giống như gió, không đáng để nhắc tới. Nếu như đoán không sai, người này muốn xông danh sư đường của Hiên Viên Vương quốc, sợ rằng sẽ phải bị thua thiệt. Hồng sư mỉm cười. Nơi này ta lại lưu lại một luồng ý niệm, đừng nói là kẻ đầu đường xó chợ, cho dù danh sư tứ tinh, muốn thông qua, cũng không qua cửa ải dễ dàng. Hồng sư lưu lại ý niệm, muốn xông qua sợ rằng thật sự không dễ dàng. Thoáng sửng sốt một chút, Khang đường chủ cười khổ. Xông đường, cũng không phải đánh bại danh sư có bên trong danh sư đường. Chủ yếu nhất là, trả lời vấn đề ý niệm của tiền bối đưa ra. Vị hồng sư này, quý là danh sư ngũ tinh, thủ đoạn kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Nếu như hắn lưu lại ý niệm ở danh sư đường tại Hiên Viên Vương quốc, ai có thể xông qua? Đừng nói người của một vương quốc phong hào, cho dù là hắn, đường đường là đường chủ danh sư đường tại vương quốc liên minh, muốn thành công, sợ rằng cũng phải tốn trắc trở cực lớn. Một vài người trẻ tuổi, hy vọng có thể dựa vào xông đường giành được danh tiếng, làm gì có được dễ dàng như vậy. Hồng sư lên tiếng, tư tưởng đang bay bổng ở trong cửa chính ký ức. Danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc, không chỉ xuất hiện một vị danh sư ngũ tinh ta, còn có 3 vị danh sư tứ tinh, đều lưu lại ý niệm. Muốn đến trước mặt của ta, phải qua 3 cửa ải bọn họ. 3 cửa ải này sợ rằng có thể làm cho đối phương chùn bước. Khang đường chủ gật đầu, đang muốn nói tiếp, không lại rầu rĩ về vấn đề này. Nhưng hắn cảm thấy mặt đất lại chấn động, tiếng chuông liên tiếp vang lên 5 tiếng. Đây là, xông đường thành công. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cứng đờ tại chỗ. Từ khi bắt đầu xông đường đến bây giờ, chỉ có hơn 10 phút. Lại khiêu chiến thành công ý niệm của 3 vị danh sư tứ tinh, 1 vị danh sư ngũ tinh. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Vẻ mặt hồng sư đang bình tĩnh cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhanh đi điều tra, đây rốt cuộc là ai? Một lát sau, môi hắn run rẩy, không nhịn được vội vàng mở miệng. Hơn 10 phút, giải quyết vấn đề khó khăn do ý niệm của hắn lưu lại, xông đường thành công. Rốt cuộc làm sao làm được? Toàn bộ danh sư đường ồ lên. Bù. Danh sư đường của Liên minh Vạn quốc gây ra động tĩnh lớn, tất cả mọi người ở Hiên Viên Vương quốc đều không biết được rõ ràng. Lúc này Lạc Thiên Hồng nhìn cả tháp danh sư phía trước đã chỉ còn một mảnh tối tăm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xông đường cần phải có mấy bước. Đầu tiên, chiến thắng danh sư có trong danh sư đường. Hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương, chiến đấu cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy vừa đến, hắn lại mở ra tháp danh sư. Chương 752, Vu Hồn Sư 2. Ở đây bảo tồn ý niệm của tiền bối, nếu thật sự xông đường thành công, phải từ dưới tháp đi tới đỉnh tháp, cũng tắt hết ngọn đèn được đốt trong đó. Hiện tại đèn trên tháp đều đã tắt, nói rõ, vị Trương Huyền này dĩ nhiên thông qua tất cả các tầng, xông đường thành công. Két, người thanh niên từ cửa tháp đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt người trẻ tuổi chưa đầy 20 này, Lạc Thiên Hồng lắc đầu. Đối phương ở trên đài tế thiên biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, khiến cho hắn đoán ra có khả năng sẽ thành công. Nhưng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tốc độ nhanh như vậy. Ý niệm do một vị ngũ tinh, 3 vị danh sư tứ tinh lưu lại, hơn 10 phút lại thông qua tất cả.
cho dù danh sư ngũ tinh, cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc là một dạng quái thai như thế. Trương sư xông đường thành công, danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc ta chịu thua, cam tâm nguyện ý nghe theo tất cả phân phó. Bước lên trước, Lạc Thiên Hồng ôm quyền nói. Xông đường thành công, làm phía thất bại, phải đáp ứng yêu cầu đối phương đưa ra, không được phản bác. Ta cần sách và dược liệu có thể thức tỉnh lại linh hồn ngủ say. Trương Huyền nói. Đại náo đài tế thiên, chém giết Đinh Mục Thái tử, tất cả cũng là vì báo thù cho Lộ Trùng. Trương sư lại muốn cứu tỉnh học sinh của ngươi. Lạc Thiên Hồng không nhịn được nói. Thời gian Trương Huyền xông đường, hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, biết được tiền căn hậu quả, trong lòng phiền muộn vì mình tin vào lời nói dối của Đinh Mục, đồng thời cũng càng thêm bội phục đối với vị Trương sư này. Học sinh cam tâm chịu chết, đây không phải là chuyện sư sinh bình thường có thể đạt được. Mà lão sư vì học sinh, không tiếc đắc tội khiêu chiến danh sư đường, đại náo vương quốc phong hào. Càng cho thấy tình cảm. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Linh hồn ngủ say, dính dáng tới bí mật linh hồn. Nói thật, danh sư đường chúng ta tuy rằng không kém, nhưng còn không có tư cách tiếp xúc. Trừ khi. Nói đến đây, Lạc Thiên Hồng có chút do dự. Lạc đường chủ cứ nói đừng ngại. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Trương Huyền nhìn qua. Trừ khi đạt được danh sư thất tinh, có khả năng ảnh hưởng ý thức, lục soát linh hồn. Hoặc tìm được truyền thừa của Vu Hồn Sư thượng cổ. Lạc Thiên Hồng nói. Vu Hồn Sư, đó là cái gì? Trương Huyền nhướng mày. Danh sư thất tinh có thể lục soát linh hồn, tỉnh lại ý thức ngủ say. Về điểm ấy hắn từ trong miệng Mạc Vũ đã nghe nói qua. Nhưng Vu Hồn Sư là cái gì, hắn chưa từng nghe qua. Xem nhiều sách như vậy, thông hiểu nhiều tri thức như vậy, không có một chỗ nào ghi chép. Vu Hồn Sư là một loại chức nghiệp đặc biệt tồn tại ở thượng cổ, cực kỳ quỷ dị. Ta cũng chỉ là nghe các đời trước nhắc qua. Có người nói, người loại nghề nghiệp này, lấy vu vũ làm phương pháp, triệu hoán linh hồn, tập trung hồn phách lại, thậm chí còn có thể tập trung âm hồn lại. Đương nhiên, loại nghề nghiệp này đã thất truyền không dưới vạn năm, chỉ là lời đồn đại. Cụ thể có loại năng lực này hay không, ai cũng không biết. Lạc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói. Có đúng là lời đồn đại hay không, có năng lực hay không, rất dễ phán đoán. Cổ tay lật một cái, lấy ra một quyển sách, Trương Huyền tiện tay viết ở phía trên một hàng chữ, ngay sau đó bàn tay chộp một cái, trong đầu khẽ nói chỗ thiếu hụt. Ong! Hiện tại không có cách nào xác định được chính xác hay sai lầm, hắn đều sẽ dùng loại phương pháp này. Thiên đạo đồ thư quán, dưới thiên đạo, không chỗ nào che giấu. Sử dụng nó tới xác định, so với kiểm tra bất kỳ tư liệu nào, còn muốn chính xác, có tác dụng hơn. Hắn tiện tay mở ra. Hơi thở nhất thời dồn dập, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Trên trang sách trống chỉ viết một hàng chữ, Vu Hồn Sư, có khả năng triệu hoán linh hồn, tập trung lại hồn phách. Trong đầu sinh ra thành sách, vẫn chưa biểu hiện sai lầm. Nói cách khác, điều này đúng. Trên đời tự nhiên thật sự có nghề nghiệp Vu Hồn Sư này. Thật đúng là có thể làm ra thay đổi đối với linh hồn. Lạc đường chủ có biết, nơi nào có truyền thừa Vu Hồn Sư hay không? Hoặc sách liên quan tới loại nghề nghiệp này. Đè nén kích động trong lòng, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Chỉ cần có thể tìm được sách liên quan, là có thể hình thành bí tịch thiên đạo, tự động học được loại nghề nghiệp này. Về phần thất truyền hay không thất truyền, đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Truyền thừa Vu Hồn Sư, ta còn thật không biết. Chỉ có điều, nghe nói ở Hồng Hải Thành của Liên minh Vạn Quốc, từng đào ra một thứ, ở nơi này bán đấu giá mấy ngày. Thứ này chính là do Vu Hồn Sư chế luyện, nếu quả thật có truyền thừa, chắc hẳn là có thể từ phía trên nó tìm được manh mối. Suy nghĩ một hồi, Lạc Thiên Hồng nói. Hồng Hải Thành. Lông mày Trương Huyền dướn lên. Trong đầu hắn hiện ra địa đồ của Liên minh Vạn Quốc. Hồng Hải Thành thình lình ở trước mắt. Liên minh Vạn Quốc tuy rằng được gọi là liên minh, thật ra cũng tương đương với một vương quốc, cũng chính là nước trên nước trong miệng người khác. Cái gọi là minh chủ. Địa vị cùng đẳng cấp cùng quốc vương bệ hạ. Hồng Hải Thành, chính là một thành thị lớn trong phạm vi liên minh. So với vạn quốc thành của liên minh, cũng không kém hơn chút nào. Hồng Hải Thành là trung tâm giao dịch của cả liên minh vạn quốc. Vô hồn kim nhân, là khôi lỗi do Vu Hồn Sư thượng cổ đặc biệt chế luyện, dùng để bảo vệ an toàn của bản thân, cũng không rời khỏi người. Nếu xuất hiện ở nơi đó, có lẽ thật sự có thể tìm ra cái gì đó. Lạc Thiên Hồng nói. Tuy rằng Vu Hồn Sư hư vô mờ mịt,
nhưng chung quy so với nhờ danh sư thất tinh vẫn dễ hơn nhiều. Danh sư thất tinh, đã coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới. Loại nhân vật cấp bậc cường đại như vậy, đừng nói hắn, cho dù rất nhiều cường giả của Liên minh Vạn Quốc cũng không ai thấy qua, lại làm sao có thể ra tay giúp cứu chữa học sinh của một nhân vật nhỏ như hắn. Ừ, nghe xong giải thích, Trương Huyền đưa ra quyết định. Dù sao cũng phải đi Vạn Quốc Thành, nếu tiện đường, vậy đi Hồng Hải Thành xem thử. Chương 753, đẳng cấp hóa phàm cảnh 1. Mây trắng như biển, thú xông vào trời cao. Trên lưng linh thú cực lớn, Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phía xa. Đây là một con linh thú hóa phàm tam trọng, vật cưỡi của công tử Triệu Phi Vũ. Biết Phu Hồn Sư và Hồng Hải Thành, Trương Huyền không dừng lại quá lâu, dẫn theo đám người Triệu Nhã, trực tiếp rời khỏi đó. Mạc Vũ bây giờ là quốc vương của Hiên Viên Vương Quốc, có vô số chuyện lớn cần xử lý, tất nhiên không thể cùng hắn đi xa, lại ở lại Vương Thành, nhờ cậy Lạc Thiên Hồng chiếu cố giúp. Ban đầu muốn ngồi thiết sỉ khiếu thiên thú, nghe được Hồng Hải Thành cách nơi này không dưới trăm vạn dặm, nhất thời lại thôi. Khoảng cách xa như vậy, khiếu thiên thú chỉ có chí tôn cảnh mà thôi, cho dù ngày đêm không ngừng, cũng cần một tháng. Thật sự quá lãng phí thời gian. Mà vật cưỡi của Triệu Phi Vũ, từ lâu đạt được hóa phàm tam trọng, lưng cũng rộng rãi. Mọi người ngồi ở phía trên, không có vẻ chật chội, hơn nữa cũng cần đi chung, Trương Huyền sẽ không từ chối nữa. Một đường đi tới, đây đã là ngày thứ năm. Lão sư không phải là độc sư sao? Thế nào lại thành thuộc hạ của đặc sứ? Thật vất vả lại nhìn thấy lão sư, Cổ Mục cũng đi theo sau, nghi ngờ nhìn về phía Kim Tòng Hải cách đó không xa. Độc sư, người người nói biến sắc, bình thường đều sẽ rời xa triều đình, không người hỏi thăm. Vị lão sư này của mình, thế nào ngược lại thành khách làm việc cho vị, công tử, này, trung thành và tận tâm. Ta năm đó rời khỏi Độc Điện, muốn đi báo thù, kết quả bị đối thủ ám toán. Tuy rằng giết chết hắn, nhưng người cũng bị thương nặng. Là phụ thân của công tử, cứu ta. Mấy năm nay vì đề phòng người khác biết thân phận độc sư của ta, ta đã rất ít khi sử dụng độc. Kim Tòng Hải nói, giống như Cổ Mục nghĩ, độc sư bình thường rất ít khi thần phục người khác. Không phải là không nguyện ý, mà là ai sẽ thu nhận người như thế, sẽ gặp phải kiêng kỵ, bị người cô lập. Thử nghĩ một chút, ai còn dám muốn. Kim Tòng Hải được phụ thân của công tử cứu, còn đi theo. Vì đề phòng thân phận lộ ra, đã không biết bao nhiêu năm chưa dùng qua độc. Trong mắt người khác, hắn chỉ là một hạ nhân cần cù và thật thà mà thôi, cũng không biết còn là một vị độc sư tứ tinh khiến người ta hoảng sợ. Lão sư, không để ý tới sư đồ bọn họ nói chuyện với nhau. Đám người Viên Đào đã đi tới. Lúc này, Viên Đào mượn máu linh thú, huyết mạch linh tê lại kích hoạt, thực lực tăng trên diện rộng, dĩ nhiên đạt được tông sư đỉnh phong, so với Triệu Nhã cũng hoàn toàn không yếu. Về phần bốn người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Tôn Cường, Trương Huyền lại ban cho mỗi người một viên hạt sen. Lần này chỉ là truyền thụ bản công pháp thiên đạo rút gọn, vẫn không rót đỉnh. Dù vậy, có loại bảo vật nghịch thiên như hạt sen xích diễm này, lại thêm bản công pháp thiên đạo rút gọn, bọn họ tiến bước cũng dễ dàng giống như uống nước. Năm ngày ngắn ngủi, liên tiếp đột phá vài cấp bậc. Hiện tại tất cả cũng đều đạt tới tông sư sơ kỳ. Tuy rằng so với hai người Triệu Nhã, bọn họ thoáng lộ ra một chút không bằng, thực lực lại hết sức củng cố, hoàn toàn không có chút cảm giác không thực. Quan trọng hơn chính là, hạt sen đến bây giờ ngay cả 1% năng lượng cũng chưa từng tiêu hao đến. Có thể dự kiến, thật sự hấp thu sạch sẽ năng lượng trong đó, cho dù trùng kích không đến chí tôn đỉnh phong, cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhìn thấy được hạt sen xích diễm chân quý như thế, tiện tay tặng người, còn làm cho học sinh, hạ nhân nhanh chóng đột phá, trong lòng đám người Triệu Phi Vũ tan vỡ. Chỉ có điều, dựa theo số lần tan vỡ càng lúc càng nhiều, cũng lại dần dần thành thói quen. Đối với bọn họ mà nói, vị Trương Huyền trước mắt này đã là người không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Cùng với càng nghĩ càng mệt, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận. Trước mặt chính là Hồng Hải Thành. Linh thú tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh một thành thị cực lớn xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Vô số kiến trúc kề sát nhau trên mặt đất, giống như là những hạt tròn rất nhỏ vây quanh trên mặt đất, phản xạ ánh mặt trời. Hiên Viên Vương Thành cho dù rất lớn, nhưng vừa so sánh với Hồng Hải Thành này, cái gì cũng không tính, giống như thôn xá hẻo lánh ở nông thôn. Không hổ danh là một trong những thành thị lớn nhất của Liên minh Vạn Quốc. Không nói gì khác, chỉ riêng diện tích và lối kiến trúc, vương quốc phong hào,
vương quốc nhất đẳng lại không có thể so sánh được. Hồng Hải Thành tập trung thương nhân các phương, không chỉ Hiên Viên Vương quốc, Xích Hà Vương quốc, Lưu Tô Vương quốc. Rất nhiều vương quốc phong hào, đều ở trong này tiến hành buôn bán, do đó kiếm lấy giá cả chênh lệch, thu được lợi nhuận kinh người. Ở đây có thể nói là nơi thương nghiệp phồn hoa nhất trong toàn bộ vương quốc liên minh. Triệu Phi Vũ giải thích. Trương Huyền gật đầu. Sách trong tàng thư khố của Thiên Vũ Vương quốc, có giới thiệu Hồng Hải Thành này, được gọi là thành thương nghiệp, liên minh vạn quốc cùng rất nhiều vương quốc phía dưới buôn bán và khai thông, cơ bản đều ở trong này. Muốn nói tới mức độ phồn hoa, thậm chí còn vượt qua vương đô, vạn quốc thành. Liên minh vạn quốc không phải là loại địa phương nhỏ như Hiên Viên Vương quốc. Thực lực của ngươi đạt được nửa bước hóa phàm, tuy rằng so với những người cùng tuổi xem như là không yếu, nhưng ở chỗ này, vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thần sắc Triệu Phi Vũ ngưng trọng căn dặn. Danh sư Đường tại Hồng Hải Thành, có danh sư tứ tinh chấn thủ. Mặc dù chỉ là tứ tinh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính, dĩ nhiên đạt được hóa phàm tam trọng âm dương kính, sâu không lường được. Âm dương kính. Trương Huyền nhìn qua. Đã sớm biết trên võ giả cửu trọng chính là hóa phàm. Hóa phàm đồng thời chia ra làm 9 tầng, nhưng không biết phân chia cụ thể trong đó. Chương 754, đẳng cấp hóa phàm cảnh 2. Hóa phàm tổng cộng có 9 tầng, theo thứ tự là tầng 1 tăng thọ, tầng 2 nguyên khí, tầng 3 âm dương, tầng 4 trọc thanh, tầng 5 hợp linh, tầng 6 kiểu thiên, tầng 7 quy nhất, tầng 8 đạp hư, tầng 9 tàm phong. Biết ý tứ của hắn, Triệu Phi Vũ giải thích. Tăng thọ cảnh, người cũng đã biết, đạt được cấp bậc này. Lực lượng tuy rằng duy trì ở 10 vạn, cũng không tăng, tuổi thọ lại sẽ đột phá con số 100. Mỗi khi tăng một cấp bậc nhỏ, sẽ tăng 50 năm tuổi thọ. Đạt được đỉnh phong, đủ để đạt được hơn 350 tuổi. Về phần tầng thứ 2 nguyên khí cảnh, là gần hơn một bước với chân khí trong cơ thể, nguyên khí chuyển hóa thành có thể điều động thiên địa tự nhiên. Một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới. Nguyên khí và chân khí hoàn toàn khác nhau. Cái trước đại biểu cho lực lượng và tiềm lực sinh mạng. Sau đó người có thể dung nhập tự nhiên, cũng có thể từ trong tự nhiên thu hoạch, đã có thể cho thấy vô số huyền bí. Thật giống như một trang giấy bình thường, dung nhập nguyên khí, lại vô cùng có khả năng trở nên có linh tính, tự mình lơ lửng, bay lượn mọi nơi. Bởi vậy, nguyên khí cảnh, cũng chính là pháp lực cảnh chúng ta thường nói. Nguyên khí chính là pháp lực. Về phần tầng thứ 3 âm dương kính, âm dương tương sinh, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, thực lực càng cường đại hơn. Đạt được loại tu vi này, đỉnh lực đã không thể hạn chế, dĩ nhiên có đầy đủ năng lực hủy thiên diệt địa. Giống như ngọn núi phía xa, cũng có thể thoáng một chút đánh nát. Triệu Phi Vũ đối với đẳng cấp tu luyện, hiểu rõ rất nhiều, nói liên tục. Ngọn núi cũng có thể một đòn đánh nát. Đám người Trịnh Dương líu lưỡi. Đạt được tông sư, bọn họ đã cảm thấy rất lợi hại. Nham thạch mấy ngàn cân, có thể dễ dàng đánh văng ra. Một quyền đánh ra. Sắt thép cũng có thể vặn vẹo. Nhưng cường thịnh mấy đi nữa, cũng chỉ là thân thể. Cơ thể người có giới hạn, muốn một quyền hủy diệt ngọn núi, vẫn là còn xa mới làm được. Điều này đã không khác biệt với thần linh. Thảo nào hóa phàm cảnh cũng gọi là linh cảnh. Loại năng lực này, quả thật võ giả không có thể chống lại. Cho dù nửa bước hóa phàm, cũng còn xa mới đủ. Về phần hóa phàm tầng thứ tư, chọc thanh cảnh, nguyên khí phân ra trong đục. Linh hồn phân ra nặng nhẹ. Cố gắng tu luyện, hoàn toàn có thể khiến cho phẩm chất nguyên khí tiến thêm một bậc. Nói cách khác, đây là một lần cơ hội để người tu luyện có thể thăng cấp đẳng cấp nguyên khí. Nếu như có thể từ hạ tam phẩm thăng cấp đến trung tam phẩm, không cần ta nói, tác dụng to lớn có thể tưởng tượng được. Triệu Phi Vũ cười một tiếng, nói tiếp. Khang Đường chủ vạn quốc thành danh sư tứ tinh đỉnh phong, chính là cấp bậc này. Đạt được loại tu vi này. Ở liên minh vạn quốc có khả năng được xem như là hoành hành, ai cũng không dám đắc tội. Về phần, tầng thứ 5 hợp linh cảnh, ta cũng chỉ là nghe nói, đã vượt ra ngoài phạm vi của liên minh vạn quốc. Tình huống cụ thể, cũng không rõ lắm. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu. 9 tầng hóa phàm, giống như 9 tầng võ giả, cũng một tầng trời, tu luyện, cần phải không ngừng nỗ lực và kiên trì. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, vẫn cần phải tìm vô số bí tịch. Hình thành công pháp thiên đạo. Đến rồi, đi xuống đi. Nói một hồi, đã đi tới phía trước Hồng Hải Thành. Man thú vỗ cánh, trực tiếp đáp xuống. Giống với vương thành khác, vào thành cần phải giao nộp phí nhất định. Trương Huyền lấy ra huy hiệu danh sư, loại tiêu tốn này có thể được miễn.
Đi vào Hồng Hải Thành, đường phố rộng rãi, xung quanh náo nhiệt khác thường. Khắp nơi đều bày bán các loại vật phẩm. Binh khí quỷ cấp đỉnh phong chân quý nhất ở Lâm gia trước đó, ở chỗ này tùy tiện một cửa hàng cũng có thể mua. Ở Hồng Hải Thành, kim tệ cơ bản là không có tác dụng gì. Dùng để giao dịch nhiều nhất là chương trình học, ngọc phù và linh thạch. Triệu Phi Vũ nói, ngọc phù chương trình học của danh sư, phân chia theo đẳng cấp. Cấp tứ tinh, 1 giờ dạy học có thể đổi 100 giờ dạy học của cấp tam tinh. Cấp tam tinh có thể đổi 100 giờ dạy học của cấp nhị tinh. Lấy loại này đẩy ra. Về phần linh thạch, khoảng 10 cái, có thể mua một khối ngọc phù chương trình học của cấp tam tinh. Sử dụng chương trình học ngọc phù xem như tiền giao dịch. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Thảo nào địa vị của danh sư được tôn sùng, được người kính trọng. Giờ dạy học của bọn họ tương đương với tiền. Cho dù là người không muốn tu luyện, cũng không thể nào không quan tâm tới tiền tài. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút cũng lại hiểu được. Giờ dạy học của danh sư, có thể giải quyết cho người tu luyện vô số vấn đề và cản trở trong tu luyện. Đừng nói một canh giờ, cho dù mấy phút, bình thường cũng có thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định đối với đột phá. Lấy thứ này làm tiền giao dịch, thật sự công bằng nhất, vô tư nhất. Nghe nói ở đây đào ra một con vô hồn kim nhân. Nếu như ta muốn mua, vậy phải đi tới nơi nào? Lại nghe Triệu Phi Vũ giảng giải một hồi, đối với Hồng Hải Thành này có nhận thức nhất định, Trương Huyền mở miệng hỏi. Vô hồn kim nhân loại bảo vật này, vô cùng chân quý. Thông thường đều sẽ do giám bảo các chịu trách nhiệm bán đấu giá. Nếu như đoán không sai, chắc hẳn là lại ở bên trong giám bảo các. Triệu Phi Vũ suy nghĩ một chút nói. Giám bảo các. Trương Huyền nhìn qua. Nơi có thể tập trung giám bảo sư. Ban đầu, thời điểm ở Thiên Huyền Vương Quốc, hắn từng gặp được một giám bảo đại sư. Mạc Dương. Người này chỉ là một học đồ mà thôi, lại giả thần giả quỷ, sử dụng các loại thủ đoạn lừa gạt tiền. Chỉ có điều, hết lần này tới lần khác có không ít người tin tưởng. Giám bảo sư mặc dù chỉ là chức nghiệp trung cửu lưu, nhưng bởi vì có thể xác định mức độ chân quý của bảo vật, chạm tay có thể bỏng. Chương 755, giám bảo các 1. Trên đường đi tới, đối với loại người nghề nghiệp này, thấy rõ ít hơn, cũng sẽ không coi ra gì. Không nghĩ vừa tới Hồng Hải Thành này, lại có giám bảo các. Vậy phải có giám bảo sư chính thức và phương pháp sát hạch giám bảo sư. Thật sự không được, thật ra có thể thi chơi một chút, kiếm thêm chút khoản thu nhập. Nếu không, cho dù biết vô hồn kim nhân, chỉ sợ cũng không có tiền mua. Nếu như cho những người khác biết ý nghĩ này, nhất định sẽ nói không ra lời. Giám bảo sư, tuy rằng không ở thượng cửu lưu, muốn sát hạch, lại cực kỳ khó khăn, cần phải hiểu rõ sâu sắc đối với bảo vật mới được. Mỗi một giám bảo sư chính thức, không có nghiên cứu đối với bảo vật hơn 10 năm, cũng không thể sát hạch thành công. Người này lại bởi vì không có tiền đã muốn thi thử một chút. Nói cho bất kỳ kẻ nào nghe được, đều sẽ không còn lời để nói tới cực điểm. Đi giám bảo các. Có ý nghĩ, hoàn toàn không có chút do dự nào, tìm người hỏi thăm vị trí một chút, Trương Huyền và mọi người cùng nhau đi tới. Giám bảo các nguy nga lộng lẫy, không chỉ giám bảo một thị trường giao dịch cực lớn, các loại vật phẩm mọc lên như rừng, dòng người điên cuồng ra vào. Còn chưa đến tới phía trước, đã bị cảnh tượng huy hoàng trước mắt làm chấn động. Đây là cửa hàng kinh doanh của giám bảo các, có thể vào ở nơi này, rất nhiều thứ đều là chính phẩm. Bởi vậy, nơi này cũng thành thị trường giao dịch lớn nhất của toàn bộ Liên minh Vạn Quốc. Nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của vị thiên tài siêu cấp trước mắt này, Triệu Phi Vũ có chút đắc ý. Giám bảo các, bởi vì đặc tính chức nghiệp đặc biệt của nó, khiến người ta từ ở sâu trong nội tâm phát sinh tin cậy. Cửa hàng tất nhiên cũng lại mở tới phong sinh thủy khởi. Càng nhiều người nguyện ý tiêu giá cao hơn mua, chỉ vì an lòng. Chính vì vậy, giám bảo sư mặc dù không phải thượng cửu lưu, nhưng thật là một trong mấy chức nghiệp kiếm tiền nhất. Không ít danh sư lựa chọn chức nghiệp trợ giúp, thông thường thích cửa này. Chỉ có điều, muốn giám bảo, đối với lịch sử, điển cố, đồ vật, chất liệu, lai lịch. Phải biết rất nhiều, vô số tri thức hợp lại một lò mới có thể có thành tựu. Sát hạch nhất tinh dễ dàng, sát hạch cao cấp hơn khó khăn càng thêm khó khăn. Cho nên, rất nhiều người muốn thi hạch giám bảo sư, nhưng đạt được tam tinh trở lên, đã ít lại càng ít. Thậm chí ở trên số lượng, ngay cả danh sư cũng còn xa mới bằng được. Nguyên nhân chính là vì điều này, số lượng giám bảo các cũng không nhiều. Cho dù là địa phương Thiên Vũ Vương Thành thế này, cũng không có một tòa.
một Mạc Dương giả mạo đại sư cũng có thể khiến cho nhiều người theo đuổi tán dương như vậy. Giám bảo sư, lại có thể bảo đảm nhất định có thể phán đoán chính xác sao? Tôn Cường ở một bên không nhịn được nói. Hắn từng mở cửa hàng ở trong thương trường, biết rất nhiều mờ ám. Cho dù giám bảo sư lại như thế nào, cũng có thời điểm nhìn nhầm, không có thể bảo đảm mỗi một lần đều phán đoán chính xác. Dù sao, người không phải là máy móc, luôn luôn có thời điểm bị mắc lừa. Thường đi ở bên bờ Sô Nghi làm gì có chuyện không ướt giày. Giám bảo sư lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo đảm cả đời không xuất hiện một lần sai lầm. Giám bảo sư, chịu giới hạn bởi cấp bậc và năng lực quan sát, quả thật không có thể bảo đảm mỗi một món vật phẩm đều quyết định chính xác. Chỉ có điều, gặp phải loại tình huống này, bình thường đều sẽ niêm phong cất vào kho, sau đó mời giám bảo sư khác cùng nhau giám định. Nếu như mời vài người, cũng cho không ra đáp án xác định, cũng chỉ có thể cho ra ý kiến tổng hợp, làm tham khảo. Triệu Phi Vũ nói, như vậy khác nào cho đáp án? Tôn Cường lắc đầu. Giám bảo sư suốt đời chỉ có 3 lần cơ hội phán đoán sai lầm. Một khi vượt quá, lại sẽ tự động loại bỏ chức nghiệp này. Gặp được thứ không có thể xác định, sẽ không dám dễ dàng cho ra kết luận. Kim Tòng Hải nói chen vào. 3 lần. Ừ, từ khi bắt đầu trở thành giám bảo sư chính thức, giám định mỗi một dạng bảo vật, đều phải ghi chép sắp đặt. Một khi thứ này xuất hiện vấn đề, chẳng khác nào xuất hiện sai lầm. Chỉ cần vượt quá 3 lần. Không quan tâm sau đó đạt tới mấy tinh, đều sẽ trực tiếp thủ tiêu tư cách. Kim Tòng Hải nói tiếp. Mấy năm nay hắn gặp qua không ít giám bảo sư, bởi vì sai lầm bị loại bỏ tư cách, trong lòng có chút buồn bã. Rất nhiều người danh tiếng buôn bán cả đời, đến già xuất hiện vấn đề. Mọi người im lặng. Xem ra người người đều hâm mộ giám bảo sư. Chức nghiệp này, cũng không dễ làm như vậy. Vượt quá 3 lần sai lầm, lại loại bỏ tư cách. Nhưng... ai có thể bảo đảm, mỗi lần dám bảo, cũng có thể làm không sai chút nào. Thật ra mỗi một chức nghiệp đều giống nhau. Danh sư càng cao thâm, chỉ điểm một chỗ sai lầm, lại vô cùng có khả năng tuyên bố bị quét rác, lại không có người tin tưởng. Thấy mọi người thông cảm cho giám bảo sư, Trương Huyền lắc đầu. Trước khi hắn tới thế giới này, tiền thân cũng bởi vì chỉ điểm sai lầm, khiến cho học sinh tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới khiến cho dư luận xôn xao, ngay cả học sinh cũng không tuyển được. Đúng vậy, y sư cũng vậy, tính sai lầm một chỗ, lại vô cùng có khả năng hại chết sinh mạng một người. Triệu Phi Vũ cũng gật đầu, đồng thời nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Người này thoạt nhìn không lớn hơn nàng là mấy, làm sao có thể giải quyết dễ dàng chứng bệnh cơ tiên thiên không có lực, ngay cả y sư tứ tinh, ngũ tinh cũng không giải quyết được, do đó trị được cho nàng. Thật nhiều đồ, thật đẹp, đang hiếu kỳ, rốt cuộc hắn học tập y thuật thế đó, lại có chỗ dựa thế nào. Nàng liền nghe được giọng nói đầy hưng phấn của đám người Viên Đào vang lên. Nói một hồi, mấy người đã dọc theo đại sảnh lắp đặt thiết bị rực rỡ đi vào. Trước mắt khắp nơi đều bày bán các vật phẩm của tiểu thương, bao gồm hơn 10 loại chức nghiệp. Thuốc, đan dược, lộ đỉnh, binh khí, trận bàn. Bày kín mít, rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn. Vô số chân bảo bình thường muốn gặp cũng không gặp được, lóe ra ánh sáng, kích thích thần kinh của mọi người. Đi qua, đều tới xem một chút đi. Mới nhất, có thể tự động định ra giá trị của bảo vật, cho ngươi một căn cứ và chỗ dựa để mua. Chỉ cần 10 khối linh thạch, không mua sẽ thiệt, mua rồi không trả lại. Một người thanh niên la lớn. Gương thăm dò bảo. Đám người Triệu Nhã mắt chấp chấp, đã muốn qua. Mảnh gương vỡ bình thường mà thôi. Gạt người, 10 linh thạch nếu như có thể mua được gương thăm dò bảo, cũng sẽ không cần ở chỗ này bán gương. Trương Huyền lắc đầu. Cho dù không cần đồ thư quán, mắt minh lý cũng có thể nhìn ra dễ dàng lai lịch và giá trị của một vài bảo vật. Cái gọi là gương thăm dò bảo trong tay của người thanh niên này, vừa nhìn cũng biết là giả. Gạt người, không phải nói, ở đây đều là hàng thật sao? Trịnh Dương không nhịn được nhìn về phía Triệu Phi Vũ. Hắn vừa nói xong, có dám bảo các làm bảo đảm, vật phẩm ở đây hàng thật chiếm đa số. Thế nào thoáng cái lại xuất hiện một đồ giả? Nơi này có bao nhiêu bảo bối? Không trả lời vấn đề, Triệu Phi Vũ liếc một cái, chỉ trái và phải. Ít nhất cũng phải có mấy ngàn vạn, thậm chí trên 10 vạn món. Trịnh Dương liếc mắt thoáng nhìn. Đây là chỗ ta có thể nhìn thấy được, bên trong còn có chỗ không nhìn thấy được, chắc hẳn là. Càng nhiều hơn. Toàn bộ cửa hàng, bày ra không dưới mấy ngàn quầy hàng.
trên mỗi một quầy hàng lại có không biết bao nhiêu bảo vật. Toàn bộ cộng lại, số lượng nhiều, có thể nói là khủng khiếp. Đúng vậy, nhiều đồ như vậy, nếu như để cho giám bảo sư phân biệt toàn bộ, mệt chết cũng làm không được. Hơn nữa, mỗi ngày ra ra vào vào, chỉ riêng mức bán ra lại cũng tới vạn món, hơn 10 vạn món. Giám định từng cái một, làm sao có thể? Triệu Phi Vũ mỉm cười. Ta nói chính phẩm, là thứ nắm giữ đánh dấu của giám bảo sư giám định. Không có thứ này, tốt nhất đừng mua, nếu không, bị lừa gạt cũng không biết. À, mọi người gật đầu. Cửa hàng giám bảo các, làm thị trường giao dịch lớn nhất của Liên minh Vạn Quốc. Buôn bán trong đó, người mua thật sự quá nhiều. Nếu như mỗi một món bảo vật đều cần giám định, giám bảo sư lợi hại hơn nữa, chắc hẳn cũng mệt chết đi được. Đương nhiên, nhìn thấy được thứ thích hợp, mua cũng được. Nếu như lo lắng, có thể trả giá lớn, đi trên lầu tìm giám bảo sư chân chính giám định. Chính phẩm, lại buôn bán. Hàng giả, lại bồi thường. Triệu Phi Vũ nói tiếp. Giống như đánh cược số phận với giám bảo, mua đồ không qua giám định, sát hạch năng lực quan sát và vận khí. Không có vận khí này, chỉ có thể nắm lỗ mũi tự nhận gặp xui xẻo. Giám bảo sư thật đúng là kiếm tiền. Mở cửa hàng kiếm lấy tiền thuê, không cần nói. Mua đồ lại đi tìm bọn họ, cam tâm tình nguyện để cho bọn họ bóc lột. Không hổ danh là một trong những nghề có thể kiếm tiền nhất. Mau đến xem thử, chỗ của ta có đồ. Chỉ cần ngậm loại cá này vào trong miệng, là có thể hít thở tự do ở dưới nước, 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không ngạt thở. Tuyệt đối là thứ tốt. Đi bộ tới xem một chút, đồ chính tông, có thể giải 17 loại khí độc thường gặp, giá không đắt, tác dụng vô cùng. Chỗ của ta có đá ngôi sao, buổi tối lấy ra giống như ngôi sao, rọi sáng khắp nơi. Mọi người đi qua đi lại, không nên bỏ qua. Các loại âm thanh lần lượt phát ra, khắp nơi đều là bảo vật, không có ai dẫn dắt, một thân một mình tiến tới, thật đúng là không thể phân biệt ra thật giả, khó có thể lấy hay bỏ. Dọc theo rất nhiều quầy hàng, chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên Trương Huyền nhướng mày, ngừng lại. Trong một quầy hàng cách đó không xa, một vật phẩm màu xám lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong tầm mắt. Mắt minh lý của hắn tuy rằng không đạt được cấp bậc cao nhất, so với danh sư cao cấp sẵn có, cũng kém một mảng lớn. Nhưng bảo vật bình thường vẫn có thể dễ dàng nhìn ra lai lịch, giá trị. Chỉ có điều, chẳng biết tại sao, mảnh vải này lại chết sống đều nhìn không thấu. Kỳ quái! Bước chân chuyển một cái, Trương Huyền nhăn mày lại. Nhìn không thấu, lẽ nào giá trị xa xỉ, vượt ra khỏi trình độ thực lực hắn bây giờ có thể phân tích. Vị bằng hữu này, có coi trọng đồ gì không? Chỗ của ta có thể bảo đảm đều là chính phẩm. Thấy có người qua, chủ quán vội vàng chào đón, vẻ mặt tươi cười. Chính phẩm. Mỉm cười, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Đồ trên quầy hàng này thực sự không ít, không dưới mấy nghìn. Binh khí, đan dược, hộ giáp, cái gì cần có đều có, thật sự rất nhiều. Nhưng giả thật cũng không ít. Đều là chính phẩm, lời thương gia nói, quả nhiên không thể tin tưởng. Hoa văn ở trong mắt dao động, rất nhanh lại nhìn một lần. Mấy thứ này cơ bản đều có thể liếc mắt nhìn thấu, không quá nhiều bảo bối chân quý. Hắn cũng không có quá nhiều do dự, chỉ về phía vật phẩm màu xám cách đó không xa, trực tiếp mở miệng. Đây là vật gì? Cái này. Chủ quán thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười. Vị thiếu gia này thật là có mắt nhìn. Đây chính là thứ đáng tiền nhất trong quầy hàng của ta, là ta nhận được từ trong tay một tên trộm mộ. Cụ thể là bảo bối gì, cũng không biết được rõ ràng. Chỉ có điều, đã từng sử dụng lửa luyện qua, hoàn toàn không tổn hại. Sử dụng nước ngâm qua, cũng không có bất kỳ vết thương nào, vô cùng cứng rắn. Tuyệt đối là một bảo bối nhất đẳng. Chân quý nhất, ngươi lừa gạt ai? Nghe hắn tự biên tự diễn không ngừng, Triệu Phi Vũ hừ một tiếng. Chương 756, giám bảo các hai. Chủ quán của những quầy hàng này, chỉ cần có người nhìn chúng đồ, đều sẽ nói như vậy, có ý định bán đắt một chút. Gì mà đáng tiền nhất, chân quý nhất, nếu như tin tưởng, vậy thật khờ. Ta làm sao dám lừa gạt các ngươi, vật này thật sự rất chân quý. Ta từng nhờ một vị giám bảo sư nhị tinh giám định, cũng không có kết quả. Chủ quán nói lời thề son sắt. Được, thứ này bán thế nào? Lười dây dưa cùng đối phương, Trương Huyền nhìn sang. Thiếu gia nếu như coi trọng, nói rõ có duyên với thứ này. Thuận tiện bán rẻ cho ngươi, 100 linh thạch. Nghe thấy hỏi giá cả, ánh mắt chủ quán nhất thời sáng lên, cười nói. Ngươi nói gì? Trương Huyền sửng sốt,
thiếu chút nữa thì máu tươi phun ra. Còn tưởng rằng loại hàng trong quầy hàng này, có thể mua rẻ, tối đa 1-2 khối linh thạch, hoặc bao nhiêu kim tệ. Không nghĩ tới đắt như thế. 100 linh thạch. Hắn có chừng mấy khối, mấy ngày qua ở trên đường cũng dùng hết. Nhiều tiền như vậy, bán hắn cũng không đủ. Không hổ danh là Liên minh Vạn Quốc, vừa mở miệng lại ra giá nhiều tới mức dọa người. Loại hàng vỉa hè này, cũng cần ra giá cao hù dọa người, ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Thấy bộ dạng hắn trợn mắt hốc mồm, Triệu Phi Vũ cười một tiếng, truyền âm qua. Hù dọa người. Ngươi xem, ta giúp ngươi mặc cả. Một lát nữa, nhất định có thể mua rẻ hơn. Vẻ mặt Triệu Phi Vũ tự tin. Được. Trương Huyền gật đầu. 100 linh thạch, với hắn mà nói, là giá trên trời, căn bản không lấy ra được. Nếu vị trước mắt này chủ động muốn giúp giảm giá xuống, hắn tự nhiên vui vẻ hưởng thành quả của hắn. Cũng không cần ở chỗ này ăn nói ba hoa. Đồ của giám bảo các chúng ta cũng không phải chưa từng mua qua. Ở đây cũng không phải lần đầu tiên tới. Còn 100 linh thạch, cũng vượt quá 10 giờ ngọc phù tam tinh dạy học, lại còn là đồ giả, cũng đáng với cái giá này sao? Ngươi muốn cướp sao? Bàn tay vẫy một cái, Triệu Phi Vũ tử làm ra bộ dạng một khách quen cũ, trừng mắt. Nói giá thật. Vị công tử này nói đùa, ta nói chính là giá thật. Thứ này, tuy rằng không bắt mắt, lại là ta thu mua với giá cao, luyện khí sư cũng rèn qua, chỉ là không thành công mà thôi. Cho dù ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng cũng biết, nhất định là món bảo bối. Cười khan một tiếng, chủ quán cắn răng. Chỉ có điều, người đã là khách quen cũ, cũng thường xuyên đến nơi đây, ta lại không dây dưa nữa. Như vậy, người nói một giá, chúng ta thương lượng một chút. Thích hợp thì đưa đi, không thích hợp, vậy thì thôi. Như vậy còn tạm được, như vậy đi, ta cho ngươi 15 khối linh thạch. Thấy phương pháp khách quen cũ thực hiện được, vẻ mặt Triệu Phi Vũ đắc ý khoát tay. 15, được, xem như ta lỗ vốn, 15 thì 15. Chủ quán thoáng lộ ra vẻ mặt đau lòng. Như vậy là được. Đám người Triệu Nhã đồng thời lảo đảo, mỗi một người trợn tròn mắt. Chào giá 100, trực tiếp trả giá 15, vốn tưởng rằng sẽ bị lập tức đánh chết, kết quả lại đồng ý. Đây cũng quá ngoan độc. Không phải tự mình từng trải qua, thật sự không thể tin được. Ừ. Trả giá xong thấy đối phương đáp ứng, Triệu Phi Vũ giống như là đánh thắng trận, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trương Huyền. Được, trả tiền. Trả tiền. Trương Huyền lắc đầu. Hắn rất muốn trả tiền. Nhưng, 15 linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, lục khắp toàn thân cũng không có. 15 linh thạch, ta cảm thấy vẫn quá đắt. Trương Huyền nhìn qua, 15 linh thạch còn chê đắt, thiếu gia nói đùa, đây đã là giá thấp nhất. Chủ quán cười khổ, cái này, quả thật không đắt, nếu quả thật coi trọng, mua là được. Thấy mình cũng đã trả giá xuống 15, người này lại còn từ chối, lông mày Triệu Phi Vũ nâng lên. Ngươi lần này qua, lại là muốn mua vô hồn kim nhân. Loại vật này, không có mấy ngàn, cũng hơn vạn khối linh thạch, không có khả năng lấy được. 15 linh thạch mua một thứ nhìn chúng, thế nào ngược lại còn chê đắt. Như vậy đi, ngươi lấy cho ta xem trước một chút, rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền, sau đó sẽ thương lượng. Trương Huyền nói. Được. Chủ quán đưa vật phẩm màu xám trong tay tới. Tiện tay tiếp nhận, cầm ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền lúc này mới nhìn rõ rốt cuộc là cái gì. Lớn chừng bàn tay, mặt ngoài hiện lên màu xám cho, một bên hiện lên hình cong. Một góc khác. Lại lõm vào trong, cùng loại với một cái vảy cá lớn. Nơi lõm xuống, khắc một ít hoa văn đặc biệt, rậm rạp chằng chịt, còn có nhiều chỗ mơ hồ không rõ, không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Chỗ thiếu hụt, nhìn lướt qua vẻ ngoài, không có quá nhiều do dự, trong lòng hắn khẽ kêu lên. Mắt minh lý không nhìn ra đây là cái gì, thiên đạo đồ thư quán tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng ra. Bù, sách xuất hiện ở trong đầu, hắn tiện tay mở ra. Chỉ xem một chút, mắt hắn nhất thời trợn tròn, hít thở trở nên gấp gáp. Thứ tốt. Chỉ thấy trên sách viết một hàng chữ, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tên và chỗ thiếu hụt của thứ này. Vảy rồng bùa hộ mệnh, 2000 năm trước, luyện khí sư Bách Tích Lục Tinh chế luyện, có khả năng chống đỡ 3 lần công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng. Khuyết điểm. Nắm đấm nhất thời siết chặt. Không nói gì khác, chỉ riêng việc chống đỡ công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng, cũng rất đáng sợ. Có thể nói, trước đây có thứ này, lộ trùng tuyệt đối sẽ không bị thương, lại không rơi vào trong giấc ngủ say,
đến bây giờ vẫn không có cách nào tỉnh lại. Nhất định phải mua được. Ban đầu chỉ là hiếu kỳ, không nghĩ tới chân quý như thế. Hắn đè nén kích động trên mặt, đang muốn mở miệng nói mua, liền nghe được cách đó không xa có một giọng nói lên. 15 linh thạch đúng không? Ta muốn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, nhìn chằm chằm vào bùa hộ mệnh vảy rồng trong lòng bàn tay hắn. Hóa ra là Lưu Sương Giám Bảo Tông Sư. Nhìn thấy người này, chủ quán hình như nhận ra được, vội vàng mở miệng. Ngươi muốn mua, ta chắc hẳn phải trực tiếp cho ngươi. Chỉ có điều, vị thiếu gia này nhìn thấy trước, không bằng. Các ngươi thương lượng. Giám Bảo Tông Sư. Nghe được cách xưng hô, Trương Huyền lúc này mới chú ý tới vị trước mắt này. Ngực mang theo một huy hiệu, mặt ngoài có hai ngôi sao sáng ngời chói mắt. Lại là vị Giám Bảo Sư Nhị Tinh. Giám Bảo Sư có đôi khi cũng lại đi dạo ở chỗ này, thuận tiện mua vài món đồ. Nếu chẳng may gặp được giá trị cao, cũng có thể kiếm lời một khoản. Thứ này ta coi trọng, chuyển cho ta đi. Lưu Sương Giám Bảo Sư nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền. Thật ngại quá, ta cũng coi trọng, không muốn chuyển cho người khác. Trương Huyền lắc đầu. Nói đùa, nếu như không biết là cái gì, cho thì cho. Biết là vật gì, đánh chết cũng không thể buông tay. Thứ này tương đương với 3 lần cơ hội bảo toàn tính mạng. Kẻ ngu si mới có thể bán đi. Không chuyển. Lưu Sương Giám Bảo Sư hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Trương Huyền, mà nhìn về phía chủ quán. Hắn tuy rằng coi trọng trước, nhưng còn chưa trả tiền đúng không? Mua đồ, người trả giá cao được. Như vậy đi, ta cho ngươi 50 khối linh thạch, người bán cho ta. 50. Ánh mắt chủ quán nhất thời sáng lên. Thứ này hắn cũng nhận được trong lúc vô ý, cụ thể có thể giá trị bao nhiêu, quả thật không biết. Có thể bán được 50, hắn thấy, tuyệt đối là giá trị cao nhất của vật này. Trong lòng hắn kích động, vội vàng nhìn về phía người thanh niên. Vị thiếu gia này, Lưu Tông Sư đã ra giá, ngươi xem. Ngươi không thể lấy ra giá càng cao hơn, lại trả thứ này lại cho ta đi. Trương Huyền nhìn qua. Như vậy đi, ta cho ngươi một giá, nếu như thích hợp bán cho ta. Nếu như không thích hợp, lại cho hắn. Được. Chủ quán gật đầu. 50 kim tệ. Trương Huyền nói. 50 kim tệ. Chủ quán sửng sốt, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Chương 757, trộm mộ 1. Kim tệ, ở trong phạm vi liên minh vạn quốc, cơ bản thông dụng. Chỉ có điều, dựa theo cấp bậc vương quốc tăng, tác dụng càng lúc càng nhỏ mà thôi. Một khối linh thạch, trên 100 vạn kim tệ cũng mua không được. Chỉ cho 50 kim tệ, lại muốn mua thứ giá trị 50 linh thạch. Người đùa gì vậy? Triệu Phi Vũ ở một bên, mí mắt giật một cái, cũng thiếu chút nữa nôn ra máu ngất đi. Nàng cực cực khổ khổ trả giá từ 100 linh thạch xuống đến 15, vốn tưởng rằng đã đột phá rất lớn. Người này thì hay rồi, vừa mở miệng 50 kim tệ. Mới vừa rồi còn nói đối phương cướp, hiện tại, thế nào cảm giác, chủ quán người ta vẫn tính là thành thực. Vị trương sư này, ngược lại giống như tội phạm cướp đoạt. Chút tiền ấy đã muốn mua đồ của người ta, bất kể là gì, căn bản là cướp không có gì khác biệt. 50, kim tệ. Cồn cho rằng người này có thể đưa ra giá cao hơn. Nghe nói như thế, Lưu Sương Giám Bảo Sư thiếu chút nữa thì bật cười. Kẻ nhà quê này từ nơi nào xuất hiện? Linh thạch và kim tệ là 2 loại tiền giao dịch hoàn toàn không giống nhau, căn bản không có khả năng so sánh được. Ta cho ra 50 linh thạch, người lại cho ra 50 kim tệ. Người sao không trực tiếp nói, tặng cho người được. Mặt thật đúng là lớn. Liếc mắt một cái, vẻ mặt hắn khinh bỉ. 50 kim tệ nói với lẽ thẳng khí hùng như vậy, toàn bộ cửa hàng cũng lại chỉ có một mình ngươi. Thật ngại quá, ta không bán cho ngươi. Chủ quán khôi phục lại, vội vàng xua tay. Còn tưởng rằng thực sự là công tử, thiếu gia gì. Náo loạn nửa ngày, hóa ra chỉ là một quỷ nghèo. Làm hại lãng phí thời gian lâu như vậy. Ngươi cảm thấy ta cho giá không đủ cao. Trương Huyền cũng không tức giận, mà mỉm cười. Chủ quán không nói gì. Đây căn bản không phải là vấn đề giá không đủ cao, mà là tương đương với căn bản không nói giá. Ngươi đã thấy người cầm giấy đi mua đồ sao? Giấy cho dù cũng đáng giá ít tiền, nhưng so với tiền thật, chênh lệch thật sự quá lớn. Lưu Sương Giám Bảo Sư, thứ này bán cho ngươi. Không biết còn coi trọng thứ gì hay không, ta gói cho ngươi luôn. Lười lại để ý tới người này, chủ quán quay đầu lại. Nói như vậy,
ngươi không bán cho ta. Trương Huyền lắc đầu, lộ ra một vẻ tiếc nuối. Ai, ban đầu còn nghĩ chỉ cần bán cho ta, ta tiện tay giải quyết phiền phức ban đêm không thể chợp mắt, ác mộng quấn thân cho ngươi. Nếu không cần, quên đi. Nói xong, hắn tiện tay ném vật trong tay ra ngoài, xoay người tính rời khỏi đó. Ngươi nói cái gì? Ban đầu chủ quán hoàn toàn không để ý chút nào. Vừa nghe hắn nói như thế, thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vị thiếu gia này xin dừng bước. Người tu luyện, chống lại trời, hấp thu linh khí tẩm bổ thân thể, dựa theo tình huống bình thường, rất ít khi gặp phải tình huống đêm không thể chợp mắt, ác mộng quấn thân. Nhưng chẳng biết tại sao, nửa năm gần đây, hắn gần như hàng đêm ngủ không được, thậm chí vừa ngủ, sẽ giật mình tỉnh giấc. Một hai ngày ngược lại cũng thôi, liên tục nửa năm, mặc dù thực lực của hắn không kém, cũng cảm thấy thần kinh suy nhược, bất cứ lúc nào đều sẽ suy sụp. Hắn lén tìm không ít y sư, kết quả cũng không có cách nào giải quyết. Vị trước mắt này đột nhiên nói ra, làm sao hắn không kích động được. Người gần đây có phải cảm giác kinh sợ, đổ mồ hôi trộm, ngủ sau nửa đêm, giống như người chết, thân thể co giật rất nhỏ. Biết đối phương nhất định sẽ gọi hắn, Trương Huyền mỉm cười, xoay đầu lại. Ngươi, làm sao biết được? Chủ quán lại chấn động. Hắn đêm không thể chợp mắt, cho dù ngày đêm tu luyện, có thể bù đắp thiếu hụt, sắc mặt cũng không quá bình thường, thoáng lộ ra một chút tái nhợt. Điểm ấy không ít y sư đều có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng, cảm giác kinh sợ, đổ mồ hôi trộm, ngủ giống như người chết, kèm theo co giật, chỉ có bản thân hắn biết, chưa nói qua với bất kỳ kẻ nào. Thậm chí thê tử hắn cũng không nói lời nào. Đối phương làm thế nào biết được, đồng thời nói thẳng ra. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trương Huyền thản nhiên. Giúp ta giải quyết. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, chủ quán không thể tin được. Có thể tin, có thể không tin. Chỉ có điều, đối với ngươi mà nói, là một lần cơ hội. Nếu như không giải quyết, sợ rằng tính mạng cũng sẽ bị hao tổn, sống không được bao lâu. Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc thản nhiên. Tuy rằng rất muốn bùa hộ mệnh vảy rồng này, nhưng cần đối phương tin tưởng mới được. Không tin, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta, chủ quán do dự. Một lát sau cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên trước mắt. Lưu Sương dám bảo sư, thật sự ngại quá. Thứ này xem ra không thể bán cho ngươi. Tiền tất nhiên quan trọng, nhưng so với thân thể và sinh mạng cũng không tính là gì cả. Nửa năm qua, bị loại tình huống này dây dưa, hắn tốn tiền ở trên người y sư, cũng không dưới 50 linh thạch. Đáng tiếc vẫn không có tiến triển. Nếu như vị trước mắt này có thể giải quyết, thứ này cho dù đưa cho đối phương, cũng không tính là gì cả. Về phần có tin tưởng hay không, đối phương liếc mắt có thể nhìn ra chỗ mấu chốt, năng lực quan sát đã vượt qua không ít y sư. Có lẽ giống như lời hắn nói, thật sự có thể giải quyết. Hừ, ở đây hạng người ăn nói bừa bãi chiếm đa số. Ngươi phải cẩn thận. Không nghĩ tới tốn 50 linh thạch, vẫn không sánh bằng 50 kim tệ của đối phương, Lưu Sương dám bảo sư hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền, híp mắt lại. Có đúng là ăn nói bừa bãi hay không, cũng không phiền Lưu dám bảo sư phải nhọc lòng. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Hừ, rất tốt. Sắc mặt khó coi, Lưu Sương dám bảo sư vùng ống tay áo, xoay người rời đi. Hắn đường đường là dám bảo sư, nhận được không biết bao nhiêu người kính ngưỡng. Mua không được lại ở chỗ này dây dưa, vậy thật sự mất mặt. Đương nhiên, điều kiện chủ yếu nhất là, hắn không biết giá trị của thứ này. Chương 758, trộm mộ 2. Vừa mới nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vẫn chưa nhận ra cụ thể là vật gì. Hắn muốn mua, cũng chỉ là vì hiếu kỳ. Về phần mua không được, cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ có điều, bị một kẻ nhà quê không biết từ nơi nào xuất hiện đánh vào mặt, nhiều tiền như vậy, không có mua được đồ, hắn vẫn có chút tức giận. Vị thiếu gia này, thấy Lưu giám bảo sư xoay người rời đi, sắc mặt không vui, chủ quán nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như người này thực sự chỉ nói ngoài miệng, không có năng lực giải quyết vấn đề trên người hắn, hắn thật sự sẽ khóc. Ở cửa hàng bày đồ, đắc tội một vị giám bảo sư nhị tinh, tuyệt đối là hành động không sáng suốt. Yên tâm đi, nếu có thể nhìn ra, lại có thể giúp ngươi giải quyết. Tới đi, đánh một quyền cho ta xem. Trương Huyền nói. Vâng. Không quá nhiều do dự, chủ quán đánh ra một quyền, tiếng gió thổi vù vù. Không nghĩ tới chỉ là một chủ quán cửa hàng bình thường, thực lực chân chính tự nhiên đã đạt đến nửa bước tông sư,
khoảng cách tông sư chân chính, cũng chỉ có kém một bước. Không hổ danh là liên minh vạn quốc, dưới tình huống tài nguyên, danh sư đầy đủ, thực lực chỉnh thể cao hơn so với Thiên Huyền Vương quốc không biết gấp bao nhiêu lần. Được. Trương Huyền xua tay. Thực lực đối phương không bằng hắn, mắt Minh Lý đã có thể thấy được không ít vấn đề. Chỉ có điều, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, còn cần mượn đồ thư quán, tìm được căn nguyên mấu chốt. Trên tay người có rất nhiều vật đáng tiền, không phải mua được, mà là tiền tài bất nghĩa, vật phẩm mang theo vẻ cổ xưa. Phía trên sinh ra một lớp xanh lục, đây là do không khí không lưu thông phát sinh. Hơn nữa trên người ngươi, tản ra một loại khí tĩnh mịch. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi am hiểu đào mộ. Đi tới trước mặt chủ quán, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói. Ngươi, sắc mặt chủ quán nhất thời trắng bệch, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì co quắp trên mặt đất. Đào mộ nói còn dễ nghe, nói thật, chính là một kẻ trộm mộ. Bất kể cường giả thật sự lợi hại thế nào, cho dù chí tôn hay hóa phàm, đều không thoát khỏi thời gian trừng phạt, cuối cùng biến mất ở dòng sông dài lịch sử. Những người này sau khi chết, sẽ lưu lại di tích và mộ. Trong đó chôn cùng một ít vật đáng giá. Mà hắn, chính là dựa vào đào những chỗ này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thông qua bán ra đồ của người chết, mới có quy mô hiện tại. Chỉ có điều, phần từng trải này, hắn giấu rất kỹ. Không ít người quen, cũng không biết được rõ ràng, lại bị vị trước mắt này mở miệng nói toạc ra. Hắn khiếp sợ đến mức suýt trực tiếp ngất đi. Không cần khẩn trương, ngươi làm gì không có quan hệ gì với ta. Khẽ cười, Trương Huyền nói tiếp. Chỉ nói lai lịch bệnh chứng này của ngươi. Nếu như chỉ đào một ít mộ bình thường, không có vấn đề. Nhưng 8 tháng trước, đào mộ của một cường giả hóa phàm cảnh. Ta nói không sai chứ. Trương Huyền nhìn qua. Cái này, đúng. Chủ quán cắn răng. Vị cường giả hóa phàm này, nếu như chết giả bình thường, ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc bị thê tử phản bội, chịu nỗi khổ bị bạn tốt chém giết, trong lòng có một oán khí bất diệt. Nếu như không nhìn lầm, người có phải lưu lại một vật phẩm của hắn mang theo người, cũng đeo sát người. Trương Huyền tiếp tục nhìn qua. Đúng. Chủ quán lại gật đầu, nhìn về phía người trước mắt này giống như gặp quỷ. Mộ của đối phương đặc biệt đơn sơ không có thứ gì đáng tiền, chỉ có một ngọc phù đeo bên người, giá trị xa xỉ. Hắn mượn lên, chuyện cơ mật như thế, người này làm sao biết được. Hơn nữa còn giống như tận mắt nhìn thấy được. Chính là thứ này ẩn chứa oán khí, khiến cho người ban đêm không thể chợp mắt, một khi ngủ, giống như người chết không ngừng co giật. Muốn giải quyết, cũng rất đơn giản, thả ngọc phù một lần nữa trở lại chỗ cũ, tìm được chủ nhân ngôi mộ, đối xử tử tế với hậu nhân của hắn, chăm bái tế, tai họa ngầm sẽ hết. Trương Huyền nói, thật ra tình hình cả vị này, có chút cùng loại với Trần Tiêu Đan sư hắn gặp phải lúc tranh luận đan trước đây. Người sau mạnh mẽ đoạt lấy lò luyện đan của một vị luyện đan sư, không giúp hắn báo thù, bị nguyền rủa. Vị này thời gian dài bị oán khí của cường giả hóa phàm tập kích, không xuất hiện tình hình mới là lạ. Không được giải quyết, tuổi thọ tất nhiên bị hao tổn thật lớn. Sợ rằng không kiên trì được mấy năm, cũng sẽ bước theo khuôn mẫu của Trần Tiêu Đan sư, tử khí nồng đậm, mạng không lâu dài. Bởi vậy, trước đó nói hắn sống không được bao lâu, không phải là nói chuyện giật gân. Đa tạ thiếu gia, chỉ điểm. Đối phương nói rất nhiều chuyện, đều không có sai lầm. Đối với lời Trương Huyền nói, chủ quán dĩ nhiên tin tưởng 7-8 phần, đầy cảm kích. Vốn tưởng rằng là thân thể xuất hiện vấn đề, dù thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên nhân lại là cái này. Thứ này, thiếu gia, người cầm đi. Biết phương pháp giải quyết, chủ quán đưa bùa hộ mệnh vảy rồng tới. Thứ này không biết là vật gì, chỉ có điều, cho dù đắt mấy đi nữa, có thể đổi lấy tính mạng, cũng tuyệt đối có giá trị. Trương Huyền gật đầu, cất đồ xong. Cổ tay lật một cái, lấy ra một đống kim tệ, không nhiều không ít, vừa đúng 50 cái. Đây là thù lao. Không cần. Chủ quán vội vàng xua tay. So với cầm, còn không bằng đưa ra, chí ít vẫn tính là một nhân tình. Làm sao có thể không cần? Nói mua chính là mua. Nếu như không trả tiền, chẳng phải giống như cướp sao? Trương Huyền nói ngôn từ chính nghĩa. Vậy, được rồi. Chủ quán không thể làm gì khác hơn là tiếp được. Như vậy cũng làm được. Nhìn cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Triệu Phi Vũ chỉ cảm thấy tất cả tri thức đều bị phá vỡ. 50 kim tệ, mua bảo bối giá trị 50 linh thạch, đối phương còn mang ơn, hận không thể xem như ra ra. Quá mạnh,
làm nữ nhi minh chủ liên minh vạn quốc, đường đường là công chúa. Y sư lợi hại, đã thấy không biết bao nhiêu người. Nhưng liếc mắt thoáng nhìn, lại nhìn ra người khác có bệnh, ngay cả nghề nghiệp trộm mộ này cũng có thể biết. Ngươi không phải là y sư. Ngươi đây là coi bói. Chương 759, An Thần Thảo 1. 50 kim tệ, mua được muốn bùa hộ mệnh vảy rồng, Trương Huyền thỏa mãn từ biệt chủ quán. Chỉ cần là người, lại không có ai hoàn toàn khỏe mạnh. Giải quyết chứng bệnh, thù thù lao nhất định, không tính là gì cả. Cho dù thân thể khỏe mạnh, chung quy phải nâng cao thực lực, có chút chỉ điểm, khiến cho hắn đột phá. Đây chính là chuyện ngay cả danh sư tứ tinh cũng làm không được, hoàn toàn có thể thay thế Ngọc Phù chương trình học. Cho nên, cho dù không có tiền, hắn cũng có tự tin, có thể mua lại thứ này, hoàn toàn không có chút khẩn trương. Mấy người lại vòng vo một hồi, nhưng không phát hiện vật phẩm gì đáng để mua. Triệu Phi Vũ mở miệng. Đi lên xem thử, bảo bối ở lầu 2, phải trân quý hơn nhiều, cũng có rất nhiều thứ được giám bảo sư từng giám định qua. Mọi người đi lên lầu. Ở đây không hỗn loạn giống như tầng 1, khắp nơi đều là quầy hàng và tiểu thương giao hàng, có vẻ quy phạm hơn không ít. Mỗi một cửa hàng mọc lên như rừng, trưng bày vật phẩm cũng rõ ràng trân quý hơn rất nhiều. Nếu như nói tầng 1 là thương phẩm nhỏ, tạp hóa, lầu 2 được cho là chuyên kinh doanh. Cũng có một ít cửa hàng đứng sừng sững không dưới trăm năm, bất kể danh tiếng hay vật phẩm trong đó bán ra, đều phải tốt hơn nhiều so với bày bán ở lầu 1. Còn có một vài cửa hàng treo các loại bảng hiệu, ví dụ như, bảo vật Mạch Tú Đại Sư Giám Định, bảo vật Tôn Phi Đại Sư Giám Định, bảo vật Hoành Lợi Đại Sư Giám Định. Đủ loại, vô số. Những cửa hàng này mặc dù không lớn, bảo vật bên trong cũng không nhiều, nhưng treo tên giám bảo sư, nhân khí rõ ràng tốt hơn không ít, càng thu hút ánh mắt. Nơi giao dịch lớn nhất ở lầu 2, là phía trước mặt. Trong đó bày ra bảo vật, cũng giống như tên của bọn họ, đều vì nhất phẩm. Nơi này mặc dù không phải do giám bảo sư tự mình mở ra, lại là náo nhiệt nhất, thậm chí có thể dẫn tới không ít giám bảo sư lợi hại, tự mình qua tìm kiếm bảo bối. Kim Tòng Hải nói, hắn trước đây đã tới nơi này, biết rất nhiều. Về phần Triệu Phi Vũ, chỉ là xem qua sách có liên quan, tình huống cụ thể ngược lại không hiểu rõ kỹ càng tỉ mỉ bằng hắn. Đi qua xem thử. Tới đây, mục đích chủ yếu là vô hồn kim nhân. Những thứ đầu ngổn ngang này, cũng không quá muốn nhìn. Đã có cái gọi là nhất phẩm các, vừa lúc qua, thuận tiện hỏi thăm chuyện kim nhân một chút. Dọc theo từng hàng cửa hàng đi về phía trước, chỉ chốc lát liền thấy một gian phòng rộng rãi, phía trên có ba chữ lớn mạ vàng, họa tiết bằng bạc, khung bằng sắt, cho thấy ý cảnh cực kỳ cao thâm. Lại là thư pháp ngũ cảnh. Ánh mắt Trương Huyền không nhịn được nhất thời sáng lên. Bản thân hắn chính là thi họa sư tam tinh, đối với thư pháp có nghiên cứu rất sâu. Ba chữ lớn nhất phẩm các tuy rằng đơn giản, nhưng thể chữ vút lên trời cao, bút pháp di chuyển, giống như long xà, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đập vào mặt. Vừa nhìn đã biết không đơn giản, dĩ nhiên đạt tới thư pháp ngũ cảnh. Thể chữ đạt được loại cảnh giới này, dĩ nhiên hóa linh, cảm giác linh khí ép người, nhìn thời gian dài chẳng những sẽ không mệt nhọc, còn có thể khiến tinh thần sảng khoái, tinh lực 10 phần. Chỉ ba chữ này, chỉ sợ cũng có giá trị xa xỉ, vạn vàng khó cầu. Không hổ danh là nhất phẩm các, khoản chi khá lớn. Đi vào gian phòng, quả nhiên thấy không ít người đi dạo ở trong đó. Cũng có một vài người thân mặc giám bảo sư, mỗi một người giống như đang nhìn chằm chằm vào bảo vật trước mặt, nghiên cứu cẩn thận, quan sát như mê như say. Bất kỳ nghề nghiệp nào rơi vào trong đó, đều sẽ cảm thấy là một loại lạc thú. Giám bảo cũng như vậy. Rất nhiều bảo vật, diệu thủ sẵn có, khéo léo vô cùng. Cho dù là thợ thủ công, luyện khí sư cao minh, suốt đời có lẽ cũng chỉ có thể làm ra một cái. Còn muốn phục chế gần như không khả năng, khiến cho vô số giám bảo sư, đều có phần thán phục. Mấy vị mời vào bên trong, không biết mấy vị muốn mua chút gì, ta có thể giới thiệu cho các vị. Một gã sai vặt đã đi tới. Không cần, chúng ta tùy tiện xem thôi. Trương Huyền khoát tay, nhìn về phía các loại bảo vật được bày ở trước mắt. Chương 760, An Thần Thảo 2. Quả nhiên so với cửa hàng trước đó, chân quý hơn không ít. Từng món một vật phẩm, khí tức hùng hậu, linh khí kích động. Cho dù không cần mắt minh lý, cũng có thể biết, giá trị xa xỉ. Đây là thiết quái đồng lô do luyện khí sư tứ tinh chế luyện. Để linh thạch vào trong đó, có thể chủ động tinh luyện, tiến hành tinh lọc, hấp thu càng thuận tiện hơn. Sử dụng thứ này tinh lọc linh thạch,
có thể cho tốc độ tu luyện tăng thêm một phần. Thấy ánh mắt Trương Huyền rơi vào trên một cái lô đỉnh cao chừng một thước, gã sai vặt giới thiệu. Về phần cái này, là Cửu Long đỉnh, mỗi một miệng rồng đều ẩn chứa một đạo kiếm khí, uy lực kinh người. Tông sư đỉnh phong cũng có thể dễ dàng chém giết. Nghe được giới thiệu, Trương Huyền tặc lưỡi lấy làm kỳ. Nói thật, những thứ này thực sự được gọi là bảo bối, đặt ở vương quốc nhất đẳng, bất kỳ một thứ nào ném qua, cũng có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, khiến cho vương quốc khác không dám mơ ước. Chỉ có điều, xem qua giá, hắn lập tức không nhịn được lắc đầu cười khổ. Những thứ này, mỗi một thứ đều có giá trị xa xỉ. Không nói gì khác, chỉ nói thiết quái đồng lô vừa rồi, giá quy định định lại là 200 linh thạch. Cửu Long đỉnh còn lên tới 320 linh thạch. Nhiều như vậy, đừng nói vương quốc nhất đẳng không lấy ra được, cho dù hiên viên vương quốc, muốn lấy ra tất nhiên cũng thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Đây là giấy giám định. Bất kể thiết quái đồng lô hay cửu long đỉnh, phía dưới đều có một ngọc thạch điêu khắc đánh dấu, phía trên rõ ràng viết một vị giám bảo sư nào đó giám định, còn có lời bình và lạc khoản. Đúng, bảo bối của nhất phẩm các chúng ta, phần lớn đều có giám bảo sư tự mình giám định, không lừa già trẻ. Gã sai vặt nói. Ừ. Trương Huyền gật đầu, tinh thần thoáng động, trong mắt có hoa văn xuất hiện. Mắt minh lý. Xem trước một chút xem ở nơi này có bảo bối gì, làm hắn nhìn không thấu hay không. Hắn nhìn sang từng món một bảo vật, rất nhanh có thể nhìn thấy tất cả vật phẩm một lượt. Hắn không nhịn được lắc đầu. Vật phẩm tuy nhiều, giá trị đều xa xỉ, nhưng có thể giống như bùa hộ mệnh vảy rồng, khiến cho hắn nhìn không thấu, vẫn thật sự không có. Lão sư, Lưu Sương giám bảo sư. Đang muốn đi về phía trong tìm kiếm, xem còn có bảo vật gì, hắn liền nghe được Viên Đào nói khẽ một tiếng. Thuận ngón tay, hắn nhìn lại, quả nhiên thấy một người quen cũ. Chính là người cùng mình mua bùa hộ mệnh vảy rồng thất bại kia. Lúc này, hắn không có vẻ khí độ và cao ngạo trước đó, đang đi theo ở sau lưng một lão già, vẻ mặt cung kính, giống như học đồ. Lão nhân khoảng 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, tự mang theo một hồi khí thế. Vừa nhìn đã biết là chức vị cao lâu, địa vị không thấp. Ngay phía trước hai người là một thực vật không lớn, phía trên nở ra một đóa hoa màu tím. Ở giữa cánh hoa mang theo đường vân màu vàng nhạt, tản ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta ngửi một cái, lại cảm thấy yên tĩnh bình thản. Nhất phẩm các, không chỉ bán ra các loại bảo vật, cũng bán ra một ít dược liệu có tiếng. Rễ cây thiết thanh, cành lá ố vàng, cánh hoa bị đường vân màu vàng chia làm hai nửa. Chẳng lẽ là... Có chút do dự, Triệu Phi Vũ không nhịn được nói. Vị công tử này nhãn lực tốt, đây thật sự là an thần thảo, nhất phẩm các chúng ta bỏ giá lớn mới nhận được. Toàn bộ liên minh vạn quốc chỉ một gốc cây này, đối với linh hồn có tác dụng cực lớn. Có người nói, thậm chí có thể thức tỉnh lại linh hồn ngủ say. Gã sai vặt cười nói. Thức tỉnh lại linh hồn. Lông mày nâng lên, Trương Huyền không khỏi siết chặt nắm đấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 760.